Hello mọi người, em lên nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ giùm em nha mọi người nha. Có voucher 100 ngàn đang đợi mọi người. Hôm nay toàn hàng hot hit thôi mọi người ơi. Như là hình em đăng teaser nha mọi người nhé. Teaser chỉ là những cái em Âu, em teaser thôi. Còn những em Vin nữa cực kỳ đẹp luôn mọi người. Những em Vin rất là đẹp mọi người ha. Chị nào có đơn ngày hôm qua hôm nay cứ chốt giùm em mọi người nha. Rồi ngày mai em sẽ gọi chốt đơn nốt cho mọi người ha mọi người ha. Hello chị Luca nè, hello chị Nguyễn Vân nè. Mọi người đâu mất rồi, mọi người đâu mất rồi, chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. Hôm nay yên ắng quá vậy. Em thấy giống như là sao hôm nay yên ắng vậy ta? Mọi người đi đâu hết rồi? Mọi người chia sẻ giùm em mọi người nha. Chết rồi, hôm nay bị tối quá rồi. Chị đỡ cái đèn đi mẹ. Hả? Cái đèn sáng nhất á, lên cái chỗ là mình á. Nó đánh vô đồ chứ còn nó đánh vô quần áo. Đánh vô đồ thì chị lại chứ. Hello bà Phương. Hello chị Lê Anh. Hello chị Hải Lâm nha. Mỗi người cho em một xe mọi người nha. Đẹp lắm mọi người, em teaser cho mọi người coi. Đây, một em Vin nha mọi người nha. Mọi người coi nè. Vin nha mọi người nha. Đây, những chú ngựa nha. Đây là một em của Ý, 60% là lông cừu. 60% là lông cừu nha mọi người nha. Một em của Ý nè, còn nguyên tát luôn mọi người. Đã ghê chưa, phê, rất là phê mọi người nha. Đây, có mã vạch đàng hoàng luôn mọi người. Rất là đẹp, hàng hôm nay xuất sắc lắm nha mọi người nha, lông cừu nè. Còn lắm chị em ơi, xót xa. Rồi một em nâu tay còn nguyên táp mọi người. Cúc một ề luôn mọi người coi nè. Phê ghê chưa? Rất là đã mọi người nha. Rồi, một em nâu nữ này mọi người nè. Còn nguyên táp luôn, ai chịu nổi không? Cúc hai bên này mọi người nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn mọi người. Xuất sắc lắm. Rồi một em đỏ Âu nữa nè. Trời ơi. Mọi người coi nè. Đã ghê không? Đó, quá trời đẹp. Rồi lần đầu tiên em thấy một cái chân dây xích. Một em xích nha mọi người nha. Một em xích xếp ly này mọi người. Đây. Một em xích nha mọi người nha. Một em xích xếp ly nè. Hôm nay sao ế quá vậy ta? Hôm nay con này là xích lụa nha mọi người nha. Rồi Vin nè mọi người nè. Coi Vin nè mọi người, phê chưa? Nè Vin nè. Phê cho mọi người, rất là đã nha mọi người nha. Đẹp lắm. Mỗi người cho em một share đi mọi người. Mỗi người cho em một share nha mọi người nha. Chưa, em chưa chốt mà. Em mới teaser thôi. Mọi người cho em một share mọi người nha. Chưa, có
Cho anh em chốt cuối like nha mấy chị. Mọi người share giùm em đi mọi người. Trời ơi, view thấp quá trời luôn. Hello chị Trang Hạ, hello chị Nguyên Nguyên, hello chị Mai Luli nè. Mọi người share giùm em với. Trời ơi, hôm nay ai ta? Bà Như, chị Winnie, Ngô Đồng đồ đi đâu hết trơn hết trời rồi. Trời, sinh ra Winnie hả? Còn thêm cái gì? Ngô Đồng. Còn thêm Ngô Đồng, còn Nguyễn Liên nữa mà hôm nay không thấy ai hết. Em đang share này mọi người, cho em một share đi mọi người, xong rồi mình lên ha. Hôm nay em ít lắm. Em chỉ có vài chục em thôi, ít lắm mọi người nha, so với mọi khi là nó chỉ bằng khoảng 1/2, 1/3 thôi. Nha mọi người nha, cho nên là mọi người cố gắng share giùm em. Chị nào hiển thị người chia sẻ thì em sẽ ưu tiên chốt mọi người nha. Chị nào hiển thị người chia sẻ em sẽ ưu tiên chốt nè. Rất là đẹp. Em phải đi share đó mọi người. Mọi người không share em phải đi share đây. Rồi, buồn quá. Rồi em lên mọi người ha. Rồi em lên mọi người nha, mọi người thích lên gì trước, Vin trước hay là Âu trước? Lên gì cho nó máu đi ha. Em lên nhẹ nhẹ Âu trước đi ha mọi người ha, nhẹ nhẹ Âu trước đi. Em này eo 60-70 mọi người nha, eo 60-70 nè. Eo 60-70 nha mọi người nha. Eo 60-70 nè. Ồ con này đẹp không mọi người nè, một con Âu nha mọi người nha, một con Âu rất là đẹp. Em này eo 60-70 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã may mắn mọi người nha. Eo 60-70 mã may mắn giúp em nè. Eo 60-70 chốt giùm em mã may mắn bạn này nha mọi người nha. Eo 60-70 mã may mắn nè. Rồi. May mắn cho chị Phạm Gia Nhi nè. Rồi, bạn này em nói luôn, nó là một là dạng lụa, lụa không lót mọi người nha. Nó là dạng một dạng lụa như thế này, siêu nhẹ. Vải siêu nhẹ không lót nha mọi người nha, đây nè. Đây. Mọi người đừng có về hỏi em tại sao mà và hàng siêu phẩm không lót, em cũng không biết đường nào trả lời luôn mọi người nha. Nó rất là nhẹ, mặc siêu mát luôn. Là lụa không lót mọi người nha. Cho anh em chúc quý like nha mấy chị. Em này eo 64 cho tới 76 nha mọi người nha. Eo 64-76 chúc giùm em mã cực phẩm mọi người nè. Eo 64-76 mã cực phẩm giúp em bạn này. Eo 64-76 chúc giùm em mã cực phẩm nha mọi người nha, mã cực phẩm giúp em. Eo 64-76 chúc giùm em mã cực phẩm nè. Mã cực phẩm giúp em bạn này. Cực phẩm cho chị Nguyễn Hải Lâm này. Nguyễn Hải Lâm cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi em này còn nguyên táp mọi người nha. Em này còn nguyên táp. Em này 2000. Ủa em có coi lộn không vậy? 2080 yên. Không lẽ con này 4 mấy triệu hả mọi người? À đô chứ mà. 2080 đô. Mẹ em thấy nó là chữ hoa. Đây. 2080 đô nè mọi người nè. Nè. Đó là chữ hoa. Mà em lấy trong kiện Nhật nha mọi người nha, hai tờ giấy của nó luôn nè. Không lẽ con này tới 40 mấy triệu mọi người? 50 triệu hả? Không lẽ vậy. Con này mà 50 triệu thì em bán 7 mấy ngàn thì chết mất. Đây 2500 2080 đô. Đây, 2080 đô, hai tờ giấy luôn nè mọi người nè. Không lẽ con này đến năm mấy triệu hả mọi người? Phê vậy. Em thấy nó có mã vạch. Chắc là hàng xuất.
châu Âu á mọi người. Em nghĩ là con này là hàng xuất châu Âu. Đây mọi người đã chưa mọi người nè, đây. Đi Hồng Kông không đẹp lắm chị. Không, cái này là Hồng Kông không? Em thấy để đô mà. Em thấy là để đô không phải là Hồng Kông. Không phải mã cốt đâu. Mã cốt nó ở dưới này. Mã cốt ở dưới này. Vinh Hà nói gì vậy? Chị mới thấy khoe cái gì? Chị mới thấy khoe cái gì? Rồi, thôi mọi người không công bảo nó Hồng Kông thì thôi em chả bán nữa. Dạ, để mai chị mai bên em chụp video cho chị luôn nha chị Nguyễn. Rồi em lên nha mọi người nha. Em này em 60 70 nha mọi người nha. Em này em 60 70 mọi người nha. Chị nào mà thích thật sự á thì em sẽ bán nha. Còn chị nào nói nó ABCD này nọ thì em sẽ không bán. Sao chế được cái máy này nè. Đợi em xíu, đợi em xíu, cái máy này của em nó hơi bị đơ. Rồi, một em đẹp nha mọi người nha. Cho chị các thứ. Em này eo 60 cho tới 72 nha mọi người nha. Eo 60 72 này mọi người nè. Chốt giùm em mã 100. Eo 60 72 mã 100 giúp em nha mọi người nha. Eo 60 72 chốt giùm em mã 100 nè. Mã 100 giúp em. Rồi một em sọc nha mọi người nha. Một em sọc nè. Chưa luôn rồi chị ướp mầm tinh hoa. Để mai bên em kiểm tra lại cho chị luôn nha. Một em sọc nha mọi người nha. Em này nó có dây rút như thế này nha mọi người nha. Mọi người rút ra rút vô đều được. Chứ cho em một bàn rất 100 cho chị Phạm Gia Nhi nè. Ủa 100 là 100 ngàn không? Không 79 nha. Chị đọc mã thôi. Con nào 100 ngàn em sẽ bán 100. Còn em đọc mã 100 thì kệ em nha mọi người nha. Tào lao. Em đọc mã tào lao thôi. Con nào 100 ngàn thì em sẽ bán 100 nha. Con này khóa kéo bên hông nha mọi người nha. Em này khóa kéo bên hông nè. Dạ chưa nha chị xin Mai Xuân ơi. Em này eo 60 70 nha mọi người nha. Eo 60 70 nè. Chốt giùm em mã. Eo 60 70 chốt giùm em mã dây. Eo 60 70 mã dây giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 60 70 chốt giùm em mã dây nè. Mã dây giúp em mã dây. Em có một con Burberry. Một con Burberry London nè mọi người nè. Đây, một con Burberry London nha mọi người nha. Đây, con Burberry London nè mọi người. Con này thì ngắn thôi mọi người nè. Con Burberry em thấy ở trên cúc của nó có dập logo luôn nha mọi người nha. Dây chị Như Nguyễn. Sao em không thấy tab nữa ta? Rồi một em Âu nhỏ nha mọi người nha. Một em Âu nhỏ nè. Canh em chốt với like nha mấy chị. Em này eo 64-66 thôi. Em này em thấy có hai cái dây ở đằng sau. Hình như là cột ở đằng sau thì phải. Em này eo 64-66 thôi mọi người nha. Eo 64-66. Eo 64-66 chốt giùm em mã nâu tây nè. Eo 64-66 mã nâu tây giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 64-66 chốt giùm em mã nâu tây. Mã nâu tây giúp em bạn này. Mã nâu tây nè. Em thấy chị Thúy Hà nè. Rồi một em một em nâu dáng dài nha mọi người nha. Em này eo 74-76. Nâu tây chị Lê Anh. Eo 74-76 nha mọi người nha. Eo 74-76 nè. Con này cưng ghê không? Con này siêu dài nha mọi người nha. Một em Âu nè. Em này eo 74-76 mọi người nha. Eo 74-76 nè. Chốt giùm em mã 76 giùm em bạn này. Eo 74-76 chốt giùm em mã 76 nè. Mã 76 giúp em. Rồi một em caro nha mọi người nha. Một con caro phối nè mọi người. Đây một em caro phối nha mọi người nha. Em này vải xô mọi người nha. Tình trạng như thế nào em sẽ báo hết cho mọi người nha mọi người nha. Dạ rồi ok chị Lê Anh nè. Em này eo 68 cho tới 84 nè. 76 với chị Tuyến Hồ nè. Eo 68-84 nha mọi người nha. Em này khóa kéo bên hông. Eo 68-84 chốt giùm em mã phối. Eo 68-84 mã phối giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 68-84 chốt giùm em mã phối khóa kéo bên hông. Chốt giùm em mã phối giúp em. Rồi một em đẹp nữa nha mọi người nha. Một em ren nè. Em này ren nha mọi người nha. Đây một em ren sao nè. Em này còn nguyên tát luôn mọi người nha. Em này còn nguyên tát luôn. Phối với chị Ngọc Hân 305 này. Em này eo 68 cho tới 88 nha mọi người nha. Eo 6888 chốt giùm em mã xanh. Eo 6888 mã xanh giúp em bạn này. Eo 6888 chốt giùm em mã xanh nha mọi người nha. Mã xanh giúp em nè.
mã xanh. Rồi một em Âu nữa nha mọi nha, một em Âu eo nhỏ. Một em Âu eo nhỏ nha. Em này eo 64-66 thôi mọi người nè. Xanh cho đồ Kim Tuyền này, cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Eo 64-66 chúc giùm em mã 66 giúp em bạn này. Em thích gì hoa hồng xanh nha. Em này Âu nha mọi người nha, một em Âu xanh. Eo 64-66 chúc giùm em mã mã 66 giúp em bạn này. Mã 66 quên mất mã mọi người. Mã 66 giúp em. Rồi em hoa nha mọi người nha. Em này em 6668 nha mọi người nha. Em này là cúc ở bên hông. Khuy ở bên hông nha mọi người nha. Mọi người mở ở bên hông giúp em nè. À ở đây nó rất là kỹ. 66 chị Hoa Phượng Nguyễn này, cho em xin lại số đi chị ơi. Nó gà ghim. Ở đây nó có một cái ghim gài để khỏi bị tuột. Nhưng mà em nghĩ không cần thiết. Tại vì cái tùng ở trong này nó rất là dài nè mọi người nè, coi nè. Đây. Em này cúc bên hông nha mọi người nha, một em hoa nè. Em này eo 6870 chốt giùm em mã 70 giúp em bạn này. Eo 6870 mã 70 nha mọi người nha. Eo 6870 chốt giùm em mã 70 giúp em. Eo 6870 chốt giùm em mã 70 nè. Mã 70 giúp em bạn này. Rồi một em cúc đẹp nha mọi người nha. Em thấy chị Phạm My nè. Một em đẹp nè. Em này eo 68 chưa tới 74. Eo 6874 nha mọi người nha. Con này xinh lắm nè mọi người nè. Có cúc hàng cúc ở giữa cúc bọc nha mọi người nha. Eo 6874 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã cúc nè. Eo 6874 mã cúc giúp em bạn này. Eo 6874 mã cúc nè. Chị Hoa Phường Nguyễn cho em xin lại số đi chị ơi. Cúc cho chị Minh Lê nè. Rồi em này là một em của Ý nha mọi người nha. Em này là một em của Ý, 60% là lông cừu nha mọi người nha. Còn 40% là cái gì em không rõ. Đây một con của Ý nha mọi người nha, đây nè. Một con của Ý nha mọi người nha, còn nguyên tát luôn. Em này là Vin nha mọi người nha. Một đàn ngựa nè mọi người nè. Một em Vin rất là chất luôn mọi người, rất là đẹp. Mọi người vô giùm em bay tiết thị vintage nha mọi người nha. Em đang lên siêu phẩm đồng giá 79.000. Mọi người vô giùm em bay tiết thị vintage nha. Em có chia sẻ về tiết second hand và da cát đó mọi người nè. Minh Lê có đó hôm qua đúng không chị? Em này eo 6466 thôi mọi người, chốt giùm em mã mới. Eo 6466 mã mới giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 6466 chốt giùm em mã mới nè. Em này của Ý, chốt giùm em mã mới giúp em nè. Mã mới. Rồi một em midi phối mảng màu nha mọi người nha. Một con midi phối nè. Đây. Một em midi phối. Em này eo 60 cho tới 74 nha mọi người nha. Eo 60 74 chốt giùm em mã phối giúp em bạn này nè. Eo 60 74 mã phối nha mọi người nha. Eo 60 74 mã phối giúp em bạn này, mã phối nha mọi người nha. Eo 60 74 chốt giùm em mã phối nè. Mới cho chị Nguyễn Annie nè. Rồi một em đẹp nha mọi người nha. Trời ơi, con nó đẹp lắm luôn á Annie ơi. Con nó rất là đẹp, một em con sở đẹp mọi người nha. Đây. Một em con sở đẹp. Em này eo 6870 dành cho những chị công sở đuôi chân xếp ly nha. Phối cho chị Phạm Gia Nhi. Trời dạo này em mặc cái gì em phải coi coi khóa kéo nó dài không, cái mông của em sẽ bự quá nó không qua. Eo 6870 nha mọi người nha, chốt giùm em mã xanh đen. Eo 6870 mã xanh đen giúp em nha mọi người nha. Đây, của em xếp ly như thế này nha mọi người nha, dành cho những chị công sở và giáo viên nè. Eo 6870 chốt giùm em mã xanh đen giúp em. Mã xanh đen mọi người nha. Mã xanh đen nè. Một bà Vin đẹp nè. 7.000 nha chị Tú Hảo ơi. Đây một bàn Vin đẹp nha. Em này eo 6668. Xanh đen cho chị Nguyễn Hải Lâm nè. Chị Andy kêu là vừa đi ăn tiệc vừa chốt. Ôi trời thương vậy. Cảm ơn chị Andy nhiều nha. Em này eo 6668 nha mọi người nha. Con này phê không? Một con Âu Vin nè. Eo 6668 100.000 chốt giùm em mã 100. Eo 6668 100.000 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này. Eo 6668 100.000 chốt giùm em mã 100 nè. Mã 100 giúp em bạn này. Em này eo 6668 luôn nha mọi người nha. Một em đen có đai nè, có một cái beo nhỏ xinh lắm. 100 cho chị đồ Kim Tuyền này. Vin mà được xuất sắc như vậy thì mấy em đâu mọi người. Rồi, em này eo 6668 nha mọi người nha. Eo 6668 nè, chốt giùm em mã đai. Con này đẹp lắm mọi người nè. Eo 6668 mã đai giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 6668 chốt giùm em mã đai. Con này siêu đẹp luôn mọi người, coi cái beo của nó nè. Beo rất là nhỏ và xinh. Eo 6668 chốt giùm em mã đai giúp em nha mọi người nha. Con này đi tiệc rất là đẹp. Chốt giùm em mã đai nè.
Dạ chưa chị Minh Vừa Nguyễn ơi, hôm nay bên em đóng hàng không có check inbox của mấy chị kịp á. Rồi em đi màu kem nha mọi người nha, em đi màu kem nè. Phối của chị hình như của chị Phạm Giai Nhi, chị Lê Băng Băng ơi. Em này eo 60-80 nha mọi người nha, chốt giùm em mã kem. Eo 60-80 mã kem giúp em bạn này nè. Eo 60-80 mã kem nha mọi người nha, mã kem giúp em. Một em kem midi nè. Chốt giùm em mã kem nha mọi người nha. Eo 60-80 chốt giùm em mã kem nè. Đa chị Hoa Trần nè. Rồi một em ren màu đen nha mọi người nha, một em ren nè. Con ren này nó có hai lớp luôn mọi người cưng không? Ở trong này nè đó. Ba lớp luôn chứ, ở trong một lớp ló, một lớp ren nè, ren nè, rồi ren ren mỏng ở ngoài nữa nha. Kem cho chị Phạm Giai Nhi. Eo 60-80 nha mọi người nha, chốt giùm em mã ren. Eo 60-80 mã ren giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 60-80 chốt giùm em mã ren nè. Mã ren giúp em. Em thấy chị Hoàng Cúc nè. Rồi, một bạn công sở lụa nha mọi người nha. Một em lụa nè, rất là xinh. Ren cho chị Đoạn Trường Thảo này, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này eo 70-72 mọi người nha. Em này eo 70-72 mọi người nha. Đây, một em Âu nha mọi người nha, một em Âu công sở. Eo 70-72 chốt giùm em mã Âu. Eo 70-72 mã Âu giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 70-72 nè, chốt giùm em mã Âu nha mọi người nha. Eo 70-72 chốt giùm em mã Âu giúp em bạn này, mã Âu mọi người nha. Dạ để mai bên em check inbox của chị nha. Chứ hôm nay bên em không có rep kịp á. Rồi một em xinh xẻo mọi người nha. Em này khóa kéo bên hông mọi người coi phê không. Cái em này họa tiết rất là phê luôn mọi người, đẹp lắm mọi người nè. Ở cưng không. Em này eo 72-74 nha mọi người nha. Eo 72-74 nè, chốt giùm em mã xanh. Eo 72-74 mã xanh, trên này là có đính hết nha mọi người nha. Cậu con này phê lắm, đẹp rất là đẹp mọi người nha. Mấy chị nè, chị Lê Nhiệm, chị Nguyễn Thị Thảo, em đang lên đồng giá 79.000 mọi người vô dùm em bay tiết thị vintage. Em sẽ chốt chính ở bay tiết thị vintage nha. Em có chia sẻ về tiết tiết và da cát á, tức là chia sẻ về mấy cái nick của mấy chị đang coi. Mọi người vô nick đó xong sẽ thấy nha mọi người nha. Ôi chị Hoa Trần nè, chốt cho em mã xanh giúp em bạn này nha mọi người nha. Mã xanh con này phê lắm mọi người, rất là đẹp. Con này mọi người mặc boho á, xong rồi mặc với một cái áo boho nữa mọi người, bo, xong rồi mình chụp hình, xong rồi đeo một cái gì trên đầu, turban. Trời ơi, con này siêu đẹp mọi người nha. Lên rừng xuống biển gì chụp cũng đẹp hết. Canh em chốt cuối like nha mấy chị. Xanh cho chị Ngọc Hân 305 này. Em này eo 68-70. Eo 68-70 nha mọi người nha. Một em caro xếp ly nè mọi người nè. Ở dưới này xếp hết nha mọi người nha. Em này eo 68-70 mọi người nha. Eo 68-70 chốt giùm em mã đỏ. Eo 68-70 mã đỏ giúp em bạn này. Mã đỏ nè. Rồi một bạn Âu nha. Em này eo 74-76. Em này eo 74-76 nha mọi người nha. Em này eo 74-76 nè mọi người nè. Eo 74-76 chốt giùm em mã be một con Âu nè. Eo 74-76 mã be giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 74-76 chốt giùm em mã be nè. Mã be giúp em bạn này, mã be. Trời ơi con caro này đẹp lắm, mà sao mọi người không lấy vậy mọi người. Em caro này đẹp lắm nha. Chị Khánh cho bay đi chị Khánh ơi. Đây. Em này eo 66-68, con caro này siêu đẹp đúng mọi người. À be chị Mai Ly này. Nè, em này eo 66-68 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã đỏ nha mọi người nha. Mã đỏ giùm em, con này rất là xinh. Mà con này siêu trẻ mọi người nha. Ở trên này có bao nhiêu màu là mọi người phối được bấy nhiêu màu nha mọi người nha. Đây nè, ở đây đỏ, xanh, rồi trắng. Mọi người phối được hết nha mọi người nha. Chốt giùm em mã đỏ giùm em bạn này nè. Mã đỏ mọi người nha. Eo 66-68 quay đầu mã đỏ. Rồi một em đẹp nữa nha mọi người nha. Em thấy chị Như Quỳnh nè. Em này ở trên này là theo phối hoa nha mọi người nha. Đây là hoa nè, hoa theo nha mọi người nha. Ở đằng trước đằng sau luôn nè mọi người nè. Mơ hả mấy chị này, em lau cam lại nha. Em này eo 74-76 nha mọi người nha. Eo 74-76 chốt giùm em mã theo. Eo 74-76 mã theo giúp em, vải rất là đã nha mọi người nha. Vải giống như lụa vậy đó. Eo 74-76 chốt giùm em mã theo giúp em bạn này nè. Eo 74-76 mã theo giúp em. Rồi em có một chiếc yếm nha mọi người nha. Một chiếc yếm nè. Em này 50-55 kg vừa nha mọi người nha. Chốt giùm em mã yếm. Theo chị Huỳnh Ngọc Diệu nè. Em này 50-55 kg vừa mã yếm giúp em bạn này nha mọi người nha. Ở đằng sau có thun nha mọi người nha. Chốt giùm em mã yếm giúp em, mọi người vô giùm em bay tiết thì vintage nha mọi người nha. Mã yếm 50-55 kg quay đầu nha mọi người nha. Chốt giùm em mã yếm giúp em nè. Một chân váy yếm. Yếm váy.
Yếm chứ chị, Phạm My, Phạm My cho em xin lại số đấy chị. Rồi một em lụa nha mọi người nha, một em lụa Vin nè. Một em lụa Vin. Em này E6670 nha mọi người nha. E6670 một em lụa Vin nè mọi người nè. Em này 100 ngàn, chốt giùm em mã 100. E6670 chốt giùm em mã 100 giúp em một em lụa Vin nè. Hello chị Liên. E6670 nha mọi người nha, 100 ngàn chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này mã 100, con này siêu đẹp mọi người nha. Một em lụa Vin. Chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này. E6670 chốt giùm em mã 100 nè. Mã 100 giúp em. Rồi em có một em xích 100 cho chị Nguyễn Liên nè. Một em xích nha mọi người nha. Đây một em xích nè. Một em xích nha mọi người nha. Đây một em xích xếp ly hết nha mọi người nha. Đây nè. Lần đầu tiên em thấy một cái chân váy xích đó mọi người nè. Áo xích thì có nhiều rồi ha. Em này E6070 nha mọi người nha. E6070 chốt giùm em mã xích. E6070 mã xích giúp em bạn này. Ủa vậy hả? Không được thông báo luôn hả? Chốt giùm em mã xích nha mọi người nha. E6070 chốt giùm em mã xích giúp em bạn này nè. Mã xích. Mai nha chị Thiên Ngân ơi, nay bên em bận đóng hàng á, không có rep kịp á chị. Em này E7076 nha mọi người nha. Xích cho chị Lệ Băng Băng nè. Em này E7076 một em lụa nha mọi người nha. E7076 chốt giùm em mã nâu tây nha. Con này rất là sang mọi người nha. E7076 chốt giùm em mã nâu tây giúp em bạn này. Một em lụa nâu tây E7076 chốt giùm em mã nâu tây nè. Em thấy chị Bùi Nguyên Hạnh nè. E7076 chốt cho em mã nâu tây giúp em bạn này, mã nâu tây nha mọi người nha. E7076 mã nâu tây nè. Em thấy chị Bùi Nguyên Hạnh nha. Rồi một em Âu Hoa nha mọi người nha, em Âu Hoa nè. Em này E6870. Nâu tây chị Duyên Trần này, Duyên Trần cho em xin số điện thoại đi chị. E6870 chốt giùm em mã hoa giúp em bạn này nha mọi người nha. E6870 mã hoa nè, một em đai bự nè mọi người. E6870 chốt giùm em mã hoa giúp em. E6870 chốt giùm em mã hoa nha mọi người nha. Mã hoa giúp em nè. Rồi em có một em body màu. Yếm nay em chốt mất tiêu rồi chị Liên. Rồi em có một em màu xám nè. Em này E6874 nha mọi người nha. Một em form body nè. Chốt giùm em mã dập ly. E6874 mã dập ly giúp em form body nha mọi người nha. Hoa nha chị Quế Phương nè. Đây E6874 chốt giùm em mã body mã xám giúp em bạn này. Mã xám nha mọi người nha. Em E6674 mặt nó hơi rộng. Em này E68 cho tới 74 nha mọi người nha. Chốt cho em mã dập ly giúp em bạn này, mã dập ly nha mọi người nha. Con này chị nào mà form mà mỹ nhon có đi tập yoga, tập gym á mà con này siêu đẹp. Chốt cho em mã dập ly giúp em nha. À, chân váy canh em chốt cuối like nha mấy chị ơi. Rồi có một em xinh xinh lắm luôn mọi người ơi. Đây. Có một em xinh xinh lắm. Bộ hô nhưng mà nó bị rách cái này rồi, em sẽ tặng cho mọi người nha. Đây, em sẽ tặng cho mọi người về mình khâu lại mình mặc. Có bị cái miếng ren ở trên này thôi nè. Xám đó chị Như Nguyễn nè. Em này E64 cho tới 80 nè. E6480 chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã may mắn. E6480 mã may mắn giúp em. Con này em tặng nha mọi người nha. Chốt em này em tặng. Rồi một em nâu tây nè. May mắn tặng cho chị Nguyễn Liên nè. Em này E74 cho tới 78 mọi người nha. Em này E7478 nè. E7478 chốt giùm em mã nâu. E7478 mã nâu giúp em nha mọi người nha. Một em Âu nè. E7478 chốt giùm em mã nâu giúp em bạn này, mã nâu nha. Rồi một em đỏ caro nè. Em này E6668 nha mọi người nha. Nâu như chị Thi Hương Nguyễn nè. Em này E6668 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã caro. E6668 mã caro giúp em nha mọi người nha. E6668 chốt giùm em mã caro nè. Một em tôn sở caro nha mọi người nha. Đỏ trắng. E6668 chốt giùm em mã caro giúp em bạn này. Mã caro nha. Rồi một em trắng đen nữa nha mọi người nha. Đây nè. Một em trắng đen, em này tùng bự nha mọi người nha. Rất là đứng luôn. Em này E68 cho tới 76. E6876 mọi người nha. Em thấy chị Minh Tuyết nè. Thấy chị Bùi Bảo Lâm nha. Em này E6876 nha mọi người nha. E6876 nè mọi người nè. Coi xinh ghê chưa. E6876 nha. Chốt giùm em mã. Cái này là chốt giùm em mã hình đi mọi người. Mấy cái họa tiết là họa tiết hoạt hình á. E6876 chốt giùm em mã hình giúp em bạn này. E6876 chốt giùm em mã hình nha mọi người nha. Mã hình giúp em. Chốt giùm em mã hình nha mọi người nha. Mã hình nè.
Hình cho chị Luca Hoàng này. Rồi, một em có hàng cúc đằng trước, một em Vin nha mọi người nha. Một em họa tiết Vin hình cổ điển nè mọi người nè. Đây, hình đối xứng hình cổ điển gì đó. Em này em 6870 chốt giùm em mã Vin. Em 6870 mã Vin giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 6870 chốt giùm em mã Vin nè. Mã Vin giúp em bạn này, em 6870 chốt giùm em mã Vin. Rồi một em nâu nha. Vin cho chị Nguyễn Liên. Đây, một em nâu tây mọi người nha. Em này em 60 cho tới 76 nè. Em 6076 chốt giùm em mã nâu tây. Em 6076 mã nâu tây giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 6076 chốt giùm em mã nâu tây nha. Rồi một em caro nha mọi người nha. Em này SML đều vừa nha mọi người nha. Em này em 64 cho tới em 6480 ok mọi người nha. Em 6480 vừa nè, chốt giùm em mã caro. Nâu tây chị Nguyễn Hải Lâm. Em 6480 nè, chốt giùm em mã caro giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 6480 chốt giùm em mã caro nè. Mã caro giúp em nha mọi người nha, mã caro nè. Rồi một em xanh nha mọi người nha, một em xanh có dây nè mọi người. Một em xanh có dây. Em này em 60 cho tới 78 nha mọi người nha. Caro, em 6078 nè. Caro chị Nana này, Nana cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em 6078 mọi người nha. Em 6078 chú giùm em mã cúc. Trước lưng bạn sau lưng thun nha mọi người nha. Em 6078 chú giùm em mã cúc giúp em bạn này, con này vải mềm nha mọi người nha. Vải mềm không có lót mọi người nha. Nhưng mà cũng khá là dày dặn đó. Chú giùm em mã cúc nè, mã cúc giúp em bạn này. Rồi một em hồng xinh, một cúc, em hồng xinh. Cúc với chị Phạm Gia Nhi. Em này em 60 cho tới 70 thôi mọi người nè. Em 60 70 chú giùm em mã hồng. Con này phải mặc vô mới thấy nó bồng lên mọi người. Em 60 70 chốt giùm em mã hồng nha mọi người nha. Ủa chị Winnie vô. Em thấy chị Win Win nè. Có đi tập xa đâu. Không quan tâm đâu. Em 60 70 chốt giùm em mã hồng nha mọi người nha, mã hồng giúp em bạn này. Em 60 70 chốt giùm em mã hồng. Nãy em thấy nó có cái túi mà. Em thấy chị Win Win nè. Em 60 70 chốt giùm em mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng giúp em. Rồi một bàn hoa xinh nè mọi người nè. Em này em thấy có hai cái cúc ở đây nè mọi người nè. Thấy có hai cái cúc mà em không biết là nó đằng trước hay nó đằng sau, chắc nó đằng sau á. Một em Âu nha mọi người nha. Em này em 6466 nha mọi người nha. Em 6466 nè. Chốt giùm em mã. Em 6466 chốt giùm em mã Âu nha mọi người nha, mã Âu giúp em nè. Em 6466 chốt giùm em mã Âu nha mọi người nha, mã Âu giúp em. Hello Ngô Đồng. Sao cô gái của tôi hôm nay đi ăn sinh nhật về rồi hả? Ôi chị Ngô Đồng. Trời thấy sinh nhật Ngô Đồng mà mình phát thèm luôn á. Rồi đây, một cái cúc vàng nha mọi người nha. Em cúc vàng nè. Em này eo 70-72 chú giùm em mã cúc vàng. Eo 70-72 mã cúc vàng giúp em bạn này. Eo 70-72 mã cúc vàng nha mọi người nha. Eo 70-72 chú giùm em mã cúc vàng nè. Mã cúc vàng giúp em nè. Mã cúc vàng. Cúc vàng cho chị Phạm Gia Nhi nè. Trời ơi một con phê ơi là phê mọi người nha. Một con Vin nè. Phê chưa. Em này eo 6668 mọi người nha. Một con Vin quá trời đẹp mọi người. Em này em 6668 nè. Xuất sắc. Xuất sắc không mọi người. Em 6668 mọi người nha. Em 6668 chốt giùm em mã đỉnh. Em 6668 mã đỉnh giúp em, con này em vẫn bán cho mọi người 79.000 vì nó họa tiết rất đỉnh nhưng nó không phải là lụa. Chừng nào nó là lụa em sẽ lấy mọi người 100.000 mọi người nha. Mọi người phân biệt kỹ giúp em mọi người nha. Chốt giùm em mã đỉnh giúp em bạn này nè. Mã đỉnh nha mọi người nha. Mã đỉnh giúp em nè. Hình đồng nó là chị có về. Chưa về chị ơi, em chưa về. Ồ, chị biết mà cho nên đâu có dám nhắn tin happy birthday đồ đâu để cho em tận hưởng một kỳ nghỉ thật là trọn vẹn. Đỉnh đúng không? Ừ. Đỉnh cho chị Ngô Đồng nè. Rồi con này free size SML đều vừa nha mọi người nha. Free size SML đều vừa, con này không phải là dòng Uniqlo nhưng nó giả dòng Uniqlo mọi người nha. Uniqlo có những em như thế này nè. Con này là hàng rep của Uniqlo mọi người nha. Free size SML đều vừa, chú cho em mã dây. SML đều vừa mã dây giúp em bạn này nha mọi người nha. Chú giùm em mã dây nè, mã dây giúp em. Rồi một em dập ly đỏ nha mọi người nha. Một em dập ly đỏ bản bự nè. Đây một em dập ly nha mọi người nha, dập ly đôi hết màu đỏ nè mọi người nè. Dây chị Phạm Gia Nhi nè. Đây một em đỏ nha mọi người nha.
Em này E60 cho tới 80 nha mọi nha. E60 80 mọi người nha. Chốt giùm em mã dập ly. E60 80 mã dập ly giúp em bạn này. E60 80 mã dập ly, con này dập ly đôi cho nên bao mọi người giặt luôn, không mà bao giặt, bao ủi không có bị banh ly nha mọi nha. Chốt giùm em mã dập ly giúp em bạn này nè, mã dập ly. Dập ly chị Ngọc Hân nè. Rồi một em nâu tây nha mọi nha, một em nâu tây nè, có một cái cúc như thế này. Ngọc Hân, Ngọc Hân dùng với chị Jessica đúng không chị? E60 cho tới 70 mọi người nha. E60 70 nè. Đây em này có một cái cúc như thế này mọi người nha, đó mở ra. Trong này lại có một cái cúc mọi người mở ra nữa nha mọi người nha. Là mình sẽ được mở ra, đó, mình sẽ mở ra hết. E60 70 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã cúc. E60 70 mã cúc giúp em bạn này, trước lưng bạn sau lưng thun nha mọi người nha. E60 70 chốt giùm em mã cúc nè. Mã cúc giúp em bạn này E60 70 nè. Rồi một em công sở nha mọi người nha, một em công sở nè. Em này E72 74 nha. Cúc cho chị Nguyễn Nhung nè, Nguyễn Nhung cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này E72 74 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã túi. E72 74 mã túi giúp em bạn này nha mọi người nha, đây nè cưng không. E72 74 chốt giùm em mã túi giúp em bạn này nha mọi người nha. E72 74 chốt giùm em mã túi nè, mã túi giúp em. Rồi một bà Âu Phê Phê nè mọi người nè. Em này E68 70 nha mọi người nha. Túi chị Luca nè. E68 70 100 ngàn một con Âu nè. E68 70 100 ngàn nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này. E68 70 chốt giùm em mã 100 nè. E68 70 mã 100 giúp em, con này rất là nữ hoàng nha mọi người nha. E68 70 chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này. E68 70 mã 100 nè, 100 ngàn. Rồi một em đẹp nha mọi người nha. Em này là linen theo nha mọi người nha. Đây. Cái này là vẽ tay, sorry mọi người, cái này là vẽ tay, còn cái vành này là theo nha mọi người nha. Đây nè, vành theo nè. Đây. Còn này là vẽ tay nha. 100 cho chị Quế Phương này. Đây, cưng không mọi người. Đây. Vẽ tay mọi người nha. Ở trong này là vẽ nè. Còn ở ngoài này là theo nè, theo cái vành nha mọi người nha, theo cái vài viền á. Em này eo 62 64 thôi mọi người, eo nhỏ. Eo 62 64 nha mọi người nha. E62 64 thôi mọi người nè. Chốt giùm em mã vẽ. E62 64 mã vẽ chất linen nha mọi người nha. Cái này làm trên chất linen nha mọi người nha. E62 64 chốt giùm em mã vẽ giúp em bạn này mọi người coi nè. Đã lắm, phê lắm. E62 64 chốt giùm em mã vẽ nè mọi người nè, mã vẽ giúp em. Rồi một em sọc nha mọi người nha. Ôi trời ơi, em vẽ cho chị Lanh Minh nè, Lanh Minh cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này sẽ eo bự. Em này eo 70 cho tới 88 nha mọi người nha. Eo 70 88 chút giùm em mã sọc. Eo 70 88 mã sọc giúp em bạn này. Eo 70 88 chút giùm em mã sọc nha mọi người nha. Eo 70 88 chút giùm em mã sọc nè, mã sọc giúp em. Mà con này siêu hắc dáng nha mọi người nha, rất là cao. Chút giùm em mã sọc. Eo 70 88 mã sọc nè. Rồi một em họa tiết. Một em họa tiết nha mọi người nha. Một con họa tiết nè. Sọc cho chị Hoa Trần nè. Em này eo 70. Ơ lộn, eo 72, 74. Đây một em như thế này nha mọi người nha. Có cái dây cột qua như thế này. Đây. Eo 72, 74 chốt giùm em mã đắp. Eo 72, 74 mã đắp giúp em bạn này nha mọi người nha. Con này đi biển tuyệt vời. Eo 72, 74 chốt giùm em mã đắp nha mọi người nha. Mã đắp giúp em mọi người coi họa tiết đối xứng nha mọi người nha. Con này rất là vinh. Ác lắm. E7274 chốt giùm em mã đắp nha mọi người nha, mã đắp giúp em bạn này nè. E7274 mã đắp. Đắp em có hai bạn, chốt được cho hai chị nha mọi người nha. Đắp cho chị Lệ Băng Băng nè. Đây, em có hai bạn chốt được cho hai chị nè. Đây. Rồi một em Vinh họa tiết nữa nha mọi người nha. Em này có ba cái cúc bên hông như thế này nha mọi người nha, đây nè. Một con nữa chốt chị Hằng Diêm Phạm nè. Ôi em này em nhỏ quá mọi người. Em này E60-62 à. Nó là một con đắp như thế này luôn nha mọi người nha, đây nè. Con này em nghĩ mọi người về nới nới một chút thì thôi. Nới em sợ nó thấy quá. Hiện tại em này E60-62 thôi nha mọi người nha. Chúc cho em mã vàng. E60-62 mã vàng giúp em một con Âu nè. Bản lưng bự nha mọi người nha, đây nè. E60-62 chúc cho em mã vàng giúp em bạn này. E60-62 mã vàng nha. Rồi một con ren nè mọi người nè. Một con ren đỉnh lắm nè. Cưng không mọi người? Trời ơi, dễ thương không? Trời ơi, quá trời đẹp luôn.
Em này eo 60 cho tới 78 nha mọi người nha. Eo 60 78 chú giùm em mã hồng. Eo 60 78 mã hồng giúp em bạn này tu này mọi người. Eo 60 78 chú giùm em mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng giúp em nè, mã hồng. Và 79 ngàn nha mấy chị. Các anh em chốt cuối like nha. Trời ơi, một bà hoa đỉnh nè. Hồng với chị Luca nè. Một bà hoa đỉnh nè. Em này eo 72 88. Eo 72 88 mọi người nha. Mọi người coi phê chứ. Trời ơi. Em này 100 ngàn chốt giùm em mã 100. Eo 72 88 mã 100 giúp em 100 ngàn nha mọi người nha. Eo 72 88 chốt giùm em mã 100 nè, 100 ngàn. Eo 72 88 mã 100 giúp em bạn này. Rất là phê mọi người nha. Mọi người coi hoa nè. Mà cái bảng lưng của nó nè. Mọi người coi nè. Đỉnh ghê. Eo 72 88 chốt giùm em mã 100 giúp em bạn này. Mã 100 nè. 100 cho chị Ngô Đồng. Rồi em dập ly nha mọi người nha. Em dập ly nè. Em này dập ly đôi, em bao mọi người ủi hết luôn nha mọi người nha. Đây, em này là dập ly đôi nha, trước sau dập ly hết luôn mọi người nha. Em này eo 60 80 nè. Eo 60 80 chú giùm em mã dập ly. Eo 60 80 mã dập ly giúp em bạn này. Eo 60 80 chú giùm em mã dập ly, một em dập ly đen nha mọi người nha. Chú giùm em mã dập ly giúp em. Dập ly cho chị Thủy Thanh nè, Thủy Thanh cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Rồi, một em âu nâu nè. Em này eo 72 80 nha. Em này eo 72 80 mọi người nha. Tại eo 72 80 chốt giùm em mã nâu giúp em bạn này. Tại chị đó lên trước á chị Lê Anh ơi. Eo 72 80 chốt giùm em mã nâu nha mọi người nha. Eo 72 80 chốt giùm em mã nâu giúp em. Chị dồn với chị và Mia Nhiên luôn á chị. Rồi, một em đẹp nha mọi người nha. Em này eo bự quá. Em này màu rất là xinh nhưng mà eo bự. Em này eo 78 80 chốt giùm em mã vàng, một con vin vàng mà eo bự quá. Em thấy chị Thúy Trương này. Em này eo 78 80 nha mọi người nha, chốt giùm em mã vàng giúp em. Eo 78 80 chốt giùm em mã vàng nha mọi người nha. Mọi người chị nào mà eo gần gần đây, gần gần cái eo này mọi người về bóp chút xíu nó rất là đẹp. Eo 78 80 chốt giùm em mã vàng giúp em bạn này nè, mã vàng nha. Em thấy chị Ngọc Bảo Nguyễn nè. Rồi một em vàng cho chị Thúy Trần. Thúy Trần cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này size SM, eo 60 72 đổ lại vừa chú giùm em mã xanh. Eo 60 72 mã xanh giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 60 72 nè, chú giùm em mã xanh giúp em một bạn xanh. Eo 60 72 chú giùm em mã xanh. Mã xanh giúp em bạn này. Em thấy chị Nhi Nguyễn nè. Rồi một em công sở mọi người nha. Xanh cho chị Lê Quyên. Lê Quyên cho em xin số điện thoại đi chị. Rồi một em bông đẹp nè, một em âu. Em này em 6668 nâu chị Duyên Trần nè. Một em âu lụa nha mọi người nha, coi phê chưa. Em này em 6668 nha mọi người nha, chúc giùm em mã âu. Em 6668 mã âu giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 6668 chúc giùm em mã âu nè. Em 6668 mã âu giúp em bạn này nha mọi người nha. Con này phê luôn mọi người nè. Chẳng qua là em này eo nhỏ mà không có flexible cho nên em bán giá này nha mọi người nha. Rất là đẹp, mọi người tin em đi mọi người nè. Rất là đẹp nha, chú giùm em mã Âu nè. Hết rồi chị Ngọc Hân ơi, em đọc vậy em cho em dễ phân biệt với chị kia nữa. Em này eo 70-72 nha mọi người nha. Chị Thúy Trần cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Em này eo 70-72 nè mọi người nè. Chú giùm em mã nâu tay, con nâu tay đẹp nè mọi người nè. Âu chị Ngô Đồng. Em này eo 70-72 nha mọi người nha, chú cho em mã nâu tây giúp em bạn này. Eo 70-72 chú cho em mã nâu tây nha mọi người nha, mã nâu tây. Cái này là một chạy một cái đường xéo như thế này nha mọi người nha, đây nè. Eo 70-72 chú cho em mã nâu tây giúp em bạn này nè, mã nâu tây nha. Rồi một em ren xanh nè mọi người nè. Trời ơi, con ren phối này rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp. Nâu tây cho chị Mai Luyến này. Gì Thảo, chờ đọc cái tên cái gì mà u chờ tùm lum hết em đọc Mai Luli. Trời ơi. Trời ơi, nó đọc cái tên gì mà tùm dễ lum. Sợ chị không? Rằng mà không ra mà nó còn đọc, nó sợ đọc sai, nó đọc nhỏ nhỏ. Rồi đọc nhỏ nhỏ rồi mai mấy chị sao mà biết là mình có cái gì. Em này eo 60 cho tới 78 nha mọi người nha. Eo 60 78 nè mọi người nè. Eo 60 78 chốt giùm em mã phối. Eo 60 78 mã phối giúp em bạn này. Eo 60 78 chốt giùm em mã phối.
núi nha mọi người nha. Đáp án nào về em đúng không? Chớ với em mã phối nha mọi người nha, mã phối giúp em nè. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Tự làm bầm tự thưởng thì mình gì vậy? Em kêu là rồi em đen đẹp nha mọi người nha, em đen đẹp nè. Em kêu là đáp án nào về em phó. Em này em 60 cho tới 72. Phối nha chị. Lan Quyên nè. Em này em 60-72 nha mọi người nha. Con này cưng không mọi người, con này đi tiệc ok luôn. Trời ơi, ôi xinh quá. Em 60-72 nha mọi người nha. Đây, xinh không mọi người nè. Em 60-72 nha mọi người nha. Chúc giùm em mã 79. Em 60-72 chúc giùm em mã 79 giúp em bạn này. Con này vừa kính vừa sexy mọi người ha. Em 60-72 chúc giùm em mã 79 nè. Mã 79 giúp em. Ờ giờ tự nhiên em nghĩ cái tên dễ đọc vậy nó sao em chẳng chiếu không thể không biết luôn. Em tím mộng mơ công sở. Em này em 68-70 chúc giùm em mã tím. 79 cho chị Quế Phương này. Ủa em này rất là đẹp mọi người nha, vải siêu đẹp luôn. Em 68-70 chúc giùm em mã tím giúp em bạn này. Em 68-70 mã tím nha. E 6870 nè, chốt giùm em mã tím giúp em nha mọi người nha. E 6870 mã tím nè, một màu lạ. Trời ơi em này đẹp quá. Tím với chị Hằng Diêm Phạm nè. Em này đẹp ghê nha mọi người nè. Ở dưới này là phối ren nha mọi người nha. Hàng rất là handmade thủ công đó mọi người nè. Giống như dòng thiết kế vậy mọi người coi nè. Rất là đẹp nhưng mà bị một cái em này eo bự. Em này eo 7678. Eo 7678 chốt giùm em mã xếp ly nè. E7678 mã xếp ly giúp em bạn này. Đẹp ghê chưa mọi người. E7678 chú giúp em mã xếp ly nha mọi người nha. Mã xếp ly giúp em nè. Mã xếp ly. Rồi em hồng xinh xẻo. Em này E6070 nha mọi người nha. E6070 chú giúp em mã hồng. Xếp ly cho chị Ngô Đồng nè. E6070 mã hồng giúp em bạn này. E6070 chú giúp em mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng giúp em nè. Rồi một bà Vin nha mọi người nha. Em này eo 7678. Ôi chà phê. Eo 7678 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã Vin. Eo 7678 mã Vin giúp em bạn này. Eo 7678 chốt giùm em mã Vin nha mọi người nha. Em thấy chị Thùy Trương nè. Em này có lót nhưng mà lót một lớp mỏng nha mọi người nha. Em này eo 7678 chốt giùm em mã Vin giúp em bạn này. Eo 7678 mã Vin nha mọi người nha. Mã Vin giúp em nè, mã Vin. Vin cho chị Ngô Đồng này. Rồi em này dập ly nha mọi người nha. Em này là lá chuối, lá chuối lá ơ gì nè mà. Lá chuối bây giờ ở bên Nhật đang rất là có giá mọi người nha. Đó chắc có giá quá nên in hình lá chuối lên đồ luôn. Em này eo 60-80 nè. Chốt giùm em mã chuối. Eo 60-80 mã chuối giúp em bạn này. Eo 60-80 chốt giùm em mã chuối nha mọi người nha. Eo 60-80 mã chuối giúp em. Em 60-80 mã chuối nha mọi người nha. Em này dập ly hết luôn mọi người nè. Chốt cho em mã chuối. Mã lá. Chị Hân Linh dễ thương ghê chưa. Chuối chị Hân Linh nè. Rồi em boho nha mọi người nha. Em này là một em theo. Mọi người kêu ai nè. Em boho nè. Nó kêu nè. Rất là dễ thương mọi người nha. À cái này không phải theo là vẽ mọi người nha. Con này là vẽ. Em này dưới này là vẽ mọi người nha. Nó vẫn còn cộn cộn cái vẽ. Cái vẽ gì Hana hay nít gì mọi người. Em thấy hay mọi người hay vẽ tay mà không biết có vẽ đồ được không. Đây. Con này free size SML đều vừa chú dây mã boho. SML đều vừa mã boho giúp em bạn này. SML đều vừa nha. Chú dùm em mã boho nè. Mã boho giúp em nha mọi người nha. Mã boho con này dài lắm mọi người. Chú dây mã boho nè. Rồi em công sở nha. Em này eo 7480 nè. Boho cho chị. Họa mi cúc này, họa mi cúc khách cũ đúng không chị? Eo 7480 nha mọi người nha, chú giùm em mã cúc. Eo 7480 mã cúc giúp em nha mọi người nha, những cái cúc vàng này rất là đẹp. Eo 7480 chú giùm em mã cúc giúp em bạn này nè. Eo 7480 chú giùm em mã cúc nha mọi người nha. Eo 7480 mã cúc nè. Nếu không phải thì cho em xin lại số nha chị. Trời ơi con ông này phê quá mọi người ơi. Cúc cho chị ông. Hương trà này, hương trà cho em xin số điện thoại đi chị ơi.
mọi người nha, em 6668. Đây, một em Vin Âu. Em 6668 nha mọi người nha, chốt giùm em mã hoa. Em 6668 mã hoa giúp em bạn này. Em 6668 chốt giùm em mã hoa nha mọi người nha. Em 6668 mã hoa nè, mã hoa giúp em, mã hoa. Hoa chị Nguyễn Anh đi. Rồi, một bà xinh xẻo mọi người nha. Một con ren đen. Con ren đen nè. Em này em 60 cho tới 76 nè. Em 60, 76 chứ dùm em mã đen. Em 60, 76 mã đen giúp em bạn này, nó dài quá trời luôn mọi người nè. Em 60, 76 chứ dùm em mã đen nha mọi người nha. Mã đen, một em ren đen nè. Em 60, 76 chứ dùm em mã đen mọi người nha. Mã đen giúp em. Rồi một em bèo. Một bà bèo. Một bà midi bèo nha mọi người nha, đây nè. Họa tiết bèo nè. Đây cho chị Lan Quyên nè. Em này free size SML đều vừa nha mọi người nha. Free size SML đều vừa. Chú em mã bèo. Một em midi bèo nha mọi người nha. Đây vải của nó là dập 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 ly như thế này luôn nha mọi người nha. Đây nè. SML đều vừa. Chú em mã bèo chú em bạn này đi mọi người nè. Màu cao bèo. Màu cao 1m64 nha chị. Mã bèo nha mọi người nha. Mã bèo giúp em nè. Bèo chị Lan Quyên nè. Rồi em lụa nha mọi người nha, một em lụa xanh nè mọi người nè, một em lụa đã ghê cho mọi người coi vải nó tưng 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 nè. Em này eo 60 cho tới 70, eo 60, 70 chốt giùm em mã lụa. Eo 7 mấy cũng ok nhưng mà em sợ mọi người không qua nổi cái mông á mọi người nè. Đó cái này mà nó đi qua cái mông mình nó khó chịu thôi chứ còn ở dưới này là mông thoải mái mọi người nha. Eo 60, 70 chốt giùm em mã lụa giúp em bạn này, mã lụa nha mọi người nha, mã lụa giúp em nè. Mã lụa. Lụa chị Lan Quyên. Rồi em đẹp eo bự nha mọi người nha. Em này eo 78-80 lận mọi người. Con này cưng quá trời luôn mày eo bự. Em này eo 78-80 nha mọi người nha. Một em Âu nè. Eo 78-80 chốt giùm em mã tròn. Hình tròn gì nè mọi người. Hình ốc sên. Eo 78-80 chốt giùm em mã tròn nha mọi người nha. Eo 78-80 mã tròn giúp em bạn này. Cưng không mọi người nè. Nè bạn lưng to ghê chứ. Eo 7880 chút giùm em mã tròn nha mọi người nha, mã tròn giúp em. Mã tròn nè. Rồi một em sang nha mọi người nha. Một em lụa sang nè. Đây, một em đỏ. Em này eo 7284. Tròn cho chị Mon nè, Mon cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này eo 7284 nha mọi người nha. Eo 7284 nè. Eo 7284 nha mọi người nha. Con này xinh chưa? Sang ghê chưa? Chốt giùm em mã sang. Eo 7284 mã sang giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 7284 chốt giùm em mã sang nè. Eo 7284 mã sang giúp em bạn này. Mã sang nha. Rồi một em Tây Tạng nè chị. Chị Hân Linh yêu dấu. Cưng không? Sang cho chị Hương Trà. Em này vải gì rất là đẹp mọi người. Vải gì rất là đẹp luôn á, đã lắm. Cầm rất là đã. Em này SML đều vừa nha mọi người nha. SML đều vừa nè. Chốt giùm em mã họa tiết. SML đều vừa mã họa tiết giùm em bạn này. Mã họa tiết nha mọi người nha. SML đều vừa mã họa tiết nè. Chứ chị Tây Tạng thôi. Ai? Hân Linh. Rồi em lụa tiếp tục nha mọi người nha. Em này eo 60 cho tới 74 nè. Chốt giùm em mã rêu. Họa tiết chị Hân Linh nè. Eo 60-74 nè. Chốt giùm em mã rêu giúp em bạn này nha mọi nha. Eo 60-74 chốt giùm em mã rêu nha mọi người nha. Trước ngắn sau dài. Đưa trước ngắn sau dài. Chốt giùm em mã rêu nha mọi người nha. Mã rêu giúp em nè. Mã rêu. Chị Như Nguyễn chị có số rồi á. Chị lên mã thôi nha. Lên cho nhanh nè. Chứ chị thêm số nữa hơi lâu. Rồi một em hoa mùa hè nha mọi người nha. Hoa lá hẹ mùa hè rồi nè. Em này free size. Free size SML đều vừa. Em nói trước là em này không có lót mọi người nha. Dạng để đi biển mọi người nha. Rêu chị Hân Linh nè. Em này free size SML đều vừa. Chốt giùm em mã hoa. SML đều vừa mã hoa giúp em bạn này. SML đều vừa mã hoa nha mọi người nha. Hoa trên hoa dưới luôn cưng không mọi người. Một lớp không lót mọi người nha. Chốt giùm em mã hoa giúp em bạn này nè. Mã hoa. Trời ơi cái bà nè. Cái bà này đẹp ghê chưa mọi người nè. Lạ không? Có cái đai mọi người nhé. Trời nó tự tuột luôn.
em này eo 70 72. Thôi chị Vi Chan này, Vi Chan cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Eo 70 72 nha mọi người nha. Con này lạ ghê không mọi người. Cái đai này mọi người có thể mở ra được nha mọi người nha. Nó di động nha mọi người nha, đây nè. Em này eo 70 72 mọi người nha. Con này đẹp quá à. Ở ngay chỗ này còn dập ly nữa chứ. Đây nè, bên này còn dập ly nữa chứ mọi người. Rất là lạ luôn á. Em này eo 70 72, chúc giùm em mã lạ. Eo 70 72 mã lạ giúp em bạn này. Eo 70 72 chúc giùm em mã lạ nha. Mã lạ giúp em. Chị Vi Chan cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Rồi 139 139 đi biển. Lạ cho chị Phạm Gia Nhi nè. Em này eo 60 cho tới 68 nha 10 nha. Có khóa kéo bên hông nè. Eo 60 68 khóa kéo bên hông. Eo 70 cũng ok luôn mọi người. Tại vì trước lưng bạn sau lưng thun. Chốt giùm em mã tím. Eo 60 68 nha 10 nha. Chốt giùm em mã tím giúp em bạn này đi 10 nè. Eo 60 68 mã tím nha 10 nha. Mã tím giúp em nè. Trước lưng bạn sau lưng thun nha 10 nha. Chốt cho em mã tím nha. Khóa kéo bên hông nha mọi người nha. Có cái dây này là thêm thôi, mình xích buộc buộc không buộc mình bỏ đi cũng được nha mọi người nha. Chốt cho em mã tím giúp em bạn này. Mã tím con này đi biển tuyệt vời mọi người nha. Rồi một em caro dập ly có cúc bên hông luôn nè. Đây, dập ly nha mọi người nha. Rồi nha chị Mon ơi. Dập ly hết luôn. Dập ly trước sau luôn nha mọi người nha. Đây nè, dập ly trước sau luôn. À, mấy chị cứ inbox qua bay đi, mấy chị có gì bên em gọi không được bên em sẽ check inbox của mấy chị nha. Em này eo 74 80 nha mọi người nha. Eo 74 80 chốt giùm em mã caro. Eo 74 80 mã caro giúp em bạn này. Eo 74 80 chốt giùm em mã caro nè. Mã caro giúp em nha mọi người nha. Mã caro nè. Caro cho chị Phạm Gia Nhi nè. Trời ơi cái con này bao phê luôn mọi người nè. Trời ơi con nâu tay bao phê cho mọi người. Rất là đẹp. Em này eo 64 cho tới 80 nè. Eo 64 80 chú giùm em mã nâu tây. Eo 64 80 mã nâu tây giúp em. Dạ không xị nha chị Hương Trà ơi. Eo 64 80 chú giùm em mã nâu tây nha mọi người nha. Mã nâu tây giúp em nè. Eo 64 80 chú giùm em mã nâu tây. Mã nâu tây giúp em nha mọi người nha. Nâu tây cho chị Nguyễn Anh đi nè. Rồi một em đi đi nha mọi người nha. Một em đi đi siêu siêu đã luôn mọi người. Em bảo đảm với mọi người á, mọi người khui kiện ra tính trên đầu cái cũng không bao giờ có giá này, hàng siêu phẩm đâu mọi người. Cho nên mọi người mua giá này rồi mọi người đừng hỏi sỉ nữa, tội nghiệp tụi em nha mọi người nha. Em bao luôn á mọi người. Không bao giờ mà ra kiện mà tính trên đầu cái mà siêu phẩm mà được giá này đâu. Một con midi nha mọi người nha, một con midi phối nè mọi người nè. Rất là cưng mọi người ha. Kẻ lắm. Em này eo 72 74 nha mọi người nha. Eo 72 74 nè. Khóa kéo bên hông nha mọi người nha. Eo 72 74 chốt giùm em mã phối. Eo 72 74 mã phối giúp em bạn này. Con này giống con Lolita nè Liên nè. Em này giống Lolita nè. Chốt giùm em mã phối nha mọi người nha. Mỗi lần nói tới Lolita phải suy nghĩ xong rồi uống lưỡi. Phối chị Nguyễn Liên nè. Rồi một em đẹp nha, họa tiết mùa hè nè. Em này eo 74 cho tới 88. Em này eo 74 88 nha mọi người nha. Eo 74 88 chốt giùm em mã hoa. Một em âu hoa nè mọi người nè. Em âu hoa họa tiết sôi động mùa hè. Eo 74 88 chốt giùm em mã hoa giúp em bạn này nè. Eo 74 88 chốt giùm em mã hoa nha mọi người nha. Mã hoa giúp em bạn này, mã hoa nè. Canh em chốt cuối like nha mấy chị ơi. Rồi một bà Vin nha mọi người nè. Một con Vin nè mọi người. Phê. Con này rất là phê nha mọi người nha. Hoa chị Thúy Trần nè. Em này eo 70 80. Em này khóa kéo đằng trước. À cái kiểu như thế này. Nhà em bị ủi lộ mặt ra cái này rồi nha mọi người nha. Cái khóa kéo này ở đằng trước mọi người nha. Em này eo 70 80 mọi người nha. Con này đỉnh của đỉnh luôn mọi người nè. Xinh không. Eo 70 80 100 ngàn. Chốt giùm em mã 200. Eo 70 80 100 ngàn mã 200 giúp em bạn này nha mọi người nha. Con này là cái này là ở đằng trước mọi người nha. Lưu ý giúp em nè. Eo 70 80 mã 200 100 ngàn chốt cho em mã 200 nè. Mã 200 giúp em giá 100 ngàn nha mọi người nha. Chốt cho em mã 200 nha mọi người nha. Mã 200 giúp em. Hai trăm cho chị Họa Mi Cúc này. Em này eo 72 74 mọi người nha. Eo 72 74 nè. Em này cúc nè, đuôi cá xòe hai bên nha mọi người nha.
Em này eo 7274 chốt giùm em mã cúc nè. Eo 7274 mã cúc giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 7274 chốt giùm em mã cúc nè. Mã cúc giúp em bạn này, mã cúc. Rồi, một em đắp đắp nữa nha mọi người nha. Trời ơi, cái vải của nó này mọi người coi mượt chưa? Cúc cho chị. Hoa trần nè. Eo 6478 nha mọi người nha. Eo 6478 chú giùm em mã xám giúp em bạn này. Eo 6478 chú giùm em mã xám nha mọi người nha. Đúng rồi chị Ngô Đồng ơi, chị với chị Liên sâu luôn. Hôm nay không có chị Quân này, cái mọi người Ngô Đồng với lại Liên lại bị sâu rồi. Eo 6680 nha mọi người nha, chú giùm em mã xám giúp em bạn này nè. Mã xám giúp mọi người nha, con này vải đã lắm, vải siêu đã luôn mọi người nè. Mã xám giúp em. Xám với chị Đỗ Kim Tuyền nè. Rồi một em bông nha mọi người nha, một em bông nè. Một em hoa nha mọi người nha, một em vin nè. Thơ tình, biết thơ tình, a rose, hoa hồng nè. Olira rồi gì nè, tên hoa hay là tên người yêu gì không biết nữa. Em này eo 7274 nha mọi người nha, chốt giùm em mã hoa. Eo 7274 mã hoa giúp em bạn này. Eo 7274 mã hoa nha mọi người nha. Eo 7274 nè, chốt giùm em mã hoa giúp em bạn này. Eo 7274 mã hoa, mã hoa giúp em. Rồi, một em boho nha mọi người nha. Một con boho nè. Hàng ngày ta về, ta on trở lại. Rồi, hẹn ngày về nha. Rồi, em này free size SML đều vừa nha mọi người nha. Một con boho nè. Chốt giùm em mã boho, con này rực rỡ ghê cho mọi người nè. Hoa chị Diễm Phúc nè. Free size SML đều vừa nè. Chốt giùm em mã boho giúp em bạn này. Free size SML đều vừa mã boho nha mọi người nha. Con này có dây rút như thế này thôi nha mọi người nha, nó không có thun đâu. Đó, mọi người thích thì làm cái giỏ đeo chơi cũng được. Chốt cho em mã boho nha mọi người nha, free size nè. Mã boho giúp em bạn nè. Mã boho chị Lệ Băng Băng nè. Gương cười không nói cho lòng vẫn vương. Rồi một bà Âu đẹp nữa nè. Một bà Âu nha mọi người nha, một Âu Vinh nè. Em này em 6870. Em 6870 mọi người nha. Em này em 6870 nè. Em này em 6870 nha mọi người nha, xinh không? Trời ơi con này phê quá. Đẹp lắm. Em 6870 mọi người nha. Em 6870 chốt giùm em mã. Em này bán yêu cho vừa lòng đây mọi người. Lụa nè, bên lụa nè. Đẹp quá. Em 6870 100.000 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 300. 100.000 mã 300 giúp em. Eo lý tưởng em 6870. Mã 300 giá 100.000. Chốt giùm em mã 300 nha mọi người nha, giá 100.000 nè. Annie lấy con này về đi dạy hết ý nè chị Annie nè. Rồi một em MD nha mọi người nha, một em MD nè. Một em MD 300 nha chị Ngô Đồng nè. Rồi ơi Ngô Đồng mạnh rồi đó, mạnh rồi đó. Mà em MD còn nguyên tab mọi người nha. Thánh là 300. Em này còn nguyên tab nè. Đó. Em này còn nguyên tab mọi người nha. Một em MD nè. Em này eo 60 cho tới 90 ok luôn. Chốt giùm em mã mới. Eo 60 90 mã mới giúp em bạn này. Cho chị mà kiên thẳng. Nhưng mà lên mã mất tiêu rồi chị. Em thấy chị em đẹp nè. Rồi chốt giùm em mã mới nha mọi người nha. Mã mới giúp em nè, mã mới. Để em coi còn con nào đẹp không, để cho chị Andy. Mới chị Lan Quyên. Nè bạn này cũng đẹp lắm nè, chị Andy ok không? Em này em 6668 thôi chị Andy nè. Đẹp lắm, phim đẹp lắm nè, chị Andy có lấy không? Ok. Em 6668 không biết chị có vừa không? Em này cũng một vin hoa nhí nhì nhì nè. Chị ok thì em để cho khỏi lên mạng. Cho chị đi. Rồi nè. Rồi, một em nâu tay ren nè. Một em nâu tay ren nha mọi người. Em thấy chị Phương Lì nè. Em này eo 60-80 nha mọi người nha. Cái đó nó còn có hai cái đai hai bên, hai cái cúc nữa. Siêu đẹp luôn. Em thấy chị Hoàng Dung nha. Em này eo 6878 chú giùm em mã nâu tay. Eo 6878 mã nâu tay giúp em bạn này. Hôm nay em hơi mập cho nên mặc đồ hơi xấu. Mọi người cố gắng nhìn giúp em nha. Mọi người về mặc vô nó sẽ đẹp hơn em nè. Chú giùm em mã nâu tay giúp em bạn này.
Mã nâu tây nha. Mã nâu tây giúp em. Rồi con này size M, eo 60-70 chú dùm em mã xanh. Eo 60-75 ok luôn mọi người, em thấy rộng nè. Eo 60-75 chú dùm em mã xanh giúp em bạn này đi mọi người nha. Nâu tây chị Trâm Nguyễn Thị Diễm này, cho em xin lại số đó chị. Eo 60-75 chú dùm em mã xanh nè. Mã xanh giúp em bạn này, mã xanh nha. Bạn này phê không mọi người? Phê ha. Mà em công sở thôi nhưng mà rất là đẹp. Ở bên này nó sẽ tà như thế này luôn. Cúc nó đi theo cái vòng lượng của cô sẽ nha. Em này eo nhỏ. Em này eo 64-66 thôi mọi người nè. Chú giùm em mã cúc. Em 64-66 mã cúc giùm em bạn này. Trời ơi con này phê quá. Cái cúc của nó siêu giá trị luôn mọi người nè. Đính hàng xung quanh cái cúc luôn mọi người. Về lấy bộ cúc thôi cũng đủ tiền rồi mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 cái cúc. Chú cho em mã cúc giúp em nè mọi người nha. Em 66 quay đầu thôi. Chú cho em mã cúc nha mọi người nha. Mã cúc giúp em nè. Mã cúc. Cúc cho chị Ngô Đồng này. Với các anh em chốt cuối like nha mấy chị. Rồi mà em caro nha mọi người nha. Em caro nè. Thấy không? Em này em 60 cho tới 74 nè mọi người nè. Eo 60-74 chú giùm em mã caro. Eo 60-74 mã caro giúp em bạn này. Eo 60-74 mã caro trước lưng bạn sau lưng thun nè, mã caro giúp em. Rồi một em tông sở rêu đẹp, vải đẹp. Em này eo 66-68 nha mọi người nha. Vải rất là đã nha mọi người nha. Em này eo 66-68 chú giùm em mã rêu. Caro nha chị. Nana này. Em 6668 mã rêu giúp em nha mọi người nha. Con này phê chưa? Con này rất là sang nè mọi người nè. Em 6668 chú giùm em mã rêu giúp em nè. Em 6668 mã rêu nha mọi người nha. Mã rêu quá trời đỉnh luôn. Mã rêu giúp em. Rêu chị Quế Phương. Vương người không nói cho lòng vẫn vương. Free size SML đều vừa. Đây đẹp lắm mọi người nè. Nâu tây. Em này bị một phái là lưng thun cho nên em lấy mọi người giá này luôn nha. Nó rất là đẹp. Free size SML đều vừa. Cái màu rất là đẹp mọi người nha. Màu sang lắm. SML đều vừa chứ giùm em mã nâu. SML đều vừa mã nâu giúp em bạn này. SML đều vừa chứ giùm em mã nâu nha mọi người nha. Mã nâu giúp em nè. Mã nâu. Nâu chị Lan Quyên nè. Rồi một em mini nữa nè mọi người nè. Một em midi nha mọi người nha. Một em midi nè. Em này eo 60 cho tới 78 nha mọi người nha. Eo 60-78 chú giùm em mã midi. Eo 60-78 mã midi giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 60-78 chú giùm em mã midi nè. Mã midi giúp em. Mã midi. Rồi một em vin nha mọi người nha. Một em vin nè. Cưng không? Midi chị Phạm Gia Nhi nè. Em này eo 76-78. Eo 7678 mọi người nha. Chốt giùm em mã Vin. Eo 7678 mã Vin giúp em bạn này nè. Trời ơi con này đẹp quá. Eo 7678 chốt giùm em mã Vin nha mọi người nha. Em này eo bự. Eo 7678 mã Vin giúp em bạn này. Mã Vin nè. Vin cho chị Ngô Đồng nè. Rồi một con Vin đẹp nữa nè mọi người nè. Em này eo 64 cho tới 70 thôi mọi người nè. Eo 64-70 chỗ hoa nè. Phê cho mọi người. Eo 64-70 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã lụa. Eo 64-70 mã lụa giúp em bạn này. Eo 64-70 chốt giùm em mã lụa nè. Mã lụa giúp em. Dạ ok chị Hằng Đặng nè. Mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Trời ơi cái bà cúc vàng nè mọi người. Dễ sợ không. Lụa cho chị Như Nguyễn này. Eo 68-70 chốt giùm em mã nâu. Eo 68-70 mã nâu giúp em bạn này. Còn cúc vàng này phê em mọi người nhé. Eo 68-70 chú giùm em mã nâu nè. Eo 68-70 mã nâu giúp em nha mọi người nha. Eo 68-70 chú giùm em mã nâu nè. Mã nâu giúp em bạn này mã nâu. Nâu chị Ngô Đồng nè. Vương người không nói cho lòng vẫn vương một bà Vin. Em này eo 62-64. Eo 62-64 chú giùm em mã xanh. Eo 62-64 mã xanh giúp em bạn này. Eo 62-64 chú giùm em mã xanh nha mọi người nha. Eo 62-64 nè, chú giùm em mã xanh giúp em bạn này, mã xanh mọi người nha.
Mẹ sao em giúp em nè. Xanh cho chị Ngô Đồng. Rồi một em đen đẹp nha mọi người nha. Trời ơi con này chắc chắc tay, siêu siêu chắc tay. Một con Âu này mọi người. Phê chưa. Em này E6880 nè. E6880 chú giùm em mã thêu. Ở đây là thêu hoa nha mọi người nha. E6880 chú giùm em mã thêu giúp em bạn này. E6880 chú giùm em mã thêu nha mọi người nha. Mã thêu giúp em nè. E6880 chú giùm em mã thêu nha mọi người nha. Con này đã lắm. Đây, ôi phê chưa. E6880 chú giùm em mã thêu nè. Rồi một em linen màu rêu nha mọi người nha. Một em linen màu rêu. Thêu cho chị Thủy Thanh nè. Em này E60 cho tới 74 nè. E60-74 chốt giùm em mã rêu. E60-74 mã rêu giúp em bạn này nha mọi người nha. E60-74 chốt giùm em mã rêu, chắc linen mã rêu giúp em. Rồi một em màu nâu nè. Em này E6668 rêu cho chị Duyên Trần nè. E6668 chốt giùm em mã nâu nha mọi người nha. Em này dài lắm. E6668 mã nâu giúp em bạn này. Trời mấy cái con này cái phọt đẹp ghê luôn mọi người, cái lưng quá trời đẹp luôn. E6668 chú cho em mã nâu nha mọi người nha. Mã nâu giúp em nè. E6668 chú cho em mã nâu nha mọi người nha. Dạ đúng rồi chị Quyên Quyên. Nâu cho chị Quế Phương nè. Canh em chốt cuối like nha mấy chị. Rồi một bà Vin nha mọi người nha. Một em màu Vin nè. Màu Vin rất là ạt mọi người nha. Đừng có về chê cũ giùm em mọi người nha. Đây là cô tông. Vin cô tông không phải lụa mọi người nha. Đây. Một con Vin quá trời ạt luôn. Được đấy. Không hình như không được á chị. Chị Dương Trần ơi. Em này E6870 nè. E6870 chú giùm em mã Vin. Dạ bày 9000 nha chị BB. E6870 chú giùm em mã Vin giúp em bạn này nha mọi người nha. Màu Vin thì thường nó trầm trầm thôi mọi người, nó không có rực rỡ như màu mùa hè sôi động mọi người nha. Chú giùm em mã Vin giúp em bạn này nha mọi người nha. E6870 nè. Chú giùm em mã Vin nè. Mã Vin giúp em nè. Em này E7476. E7476 còn nguyên tác mọi người nha. Em này E7476 nè. Em này E7476 nha mọi người nha. Này nè, có một cái đa cưng cho mọi người nè. E7476 chúc cho em mã mới. E7476 mã mới giúp em nha mọi người nha. Mã mới giúp em nè. Mã mới. Canh em chốt cuối like ấy, ấy chị Xuân Mai. Xuân Mai mới thay avatar chị. Rồi một em dễ thương nè mọi người nè. Em này dập ly mọi người nè. Mới chị Duyên Trần. Em này màu sắc dập ly nè mọi người nè. Em này size SM nha mọi người nha. E6075 đổ lại vừa nè. Chốt giùm em mã dập ly. E6075 mã dập ly giúp em bạn này nha mọi người nha. E6075 chốt giùm em mã dập ly nè. Mã dập ly giúp em. Rồi một em hoa nha mọi người nha, một em hoa to nè. Anh chị luôn á chị Xuân Mai, quá xinh luôn. E6870 nha mọi người nha, chúc cho em mã hoa. E6870 mã hoa giúp em bạn này. E6870 chúc cho em mã hoa nha mọi người nha, mã hoa giúp em nè. E6870 mã hoa, một em hoa to nha mọi người nha, mã hoa giúp em nè. Mã hoa. Dập ly đúng không? Hả? Cái này dập ly. Dập ly chị Thu Diệp nè, Thu Diệp cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Rồi một em dập ly Vin nè mọi người nè. Một em Vin mà còn dập ly nữa nha mọi người nha. Đây nè, dập ly trước, dập ly sau luôn nha. Thôi chị Hằng Đặng nè, Hằng Đặng có đơn hôm qua đúng không chị? Đây, em xin nha mọi người nha. Dạ rồi, cái chị Hằng Đặng này. Em này E6876 nha mọi người nha. E6876 chốt giùm em mã Vin. E6876 mã Vin giúp em nè. E6876 chốt giùm em mã Vin nha mọi người nha. E6876 chốt giùm em mã Vin giúp em nè. Mã Vin. Dạ đúng rồi chị Duyên Trần ơi, có thì bên em sẽ dùng đơn cho mấy chị luôn nè. Vin cho chị Nguyễn Anh đi.
Em này eo 7274 nha mọi người nha. Eo 7274 nè. Eo 7274 chú giùm em mã nâu giúp em bạn này. Eo 7274 mã nâu nha mọi người nha, con này xịn ha mọi người. Eo 7274 chú giùm em mã nâu giúp em. Eo 7274 mã nâu nè, mã nâu giúp em bạn này. Nâu cho chị Mai Luli. Nó đọc cái tên chị mệt không? Em thấy chị Thúy Minh nè. Vương cười không nói cho lòng vẫn vương. Rồi một em Âu nè mọi người. Một em Âu cực phẩm. Em này eo 68 thì tới 76. Eo 6876 nha. Đỉnh của chóp cho mọi người. Cưng không? Trời đẹp ha. Eo 6876 nha. Em này 100 ngàn mọi người nha. Em này eo 6876 mọi người nha. Cưng xỉu luôn. 100 ngàn. Chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã 500. Mà đó lên chị Jessica. Ba đỏ lẻ. Chốt giùm em mã 500, 100 ngàn thôi mọi người. Rất là đã, đỉnh lắm. Chốt giùm em mã 500 giúp em nha mọi người nha, mã 500. Trời ơi, con này về bán 500 ngàn được luôn mọi người. 500 cho chị Phạm Gia Nhi nè. Rồi, em hết rồi đó mọi người. Bây giờ em sẽ lên xả 49 ngàn cho mọi người nha. Những em đang siêu phẩm nãy giờ không ai chọn 49 ngàn. Vương cười không nói cho lòng vẫn vương. Chị Xuân Mai dễ thương lắm mà. Chị Xuân Mai xinh thế. Hết rồi, thấy chưa? Hôm nay em nói là em hóng lắm cho nên là em mới lên cho mọi người đó. Hôm nay em ra hai kiện mà được có nhiêu đó thôi mọi người, là cực phẩm thôi đó. Rồi. Em có quần tây rồi mà em lười ủi quá à. Em lười ủi với lại quần nhung tâm nữa, nhưng mà em lười ủi quá. Để hôm nào đi em ủi cho mọi người nha. Bán quần tây em lười vô cùng luôn mọi người. Tại vì bán quần tây em ế mà kiện nó mắc á. Toàn bị lỗ không à. Sơ mi với quần tây là hai cái mà em thật là rầu. Rồi đi em lên nha mọi người nha. Chị Jessica chiều sắp này tươi rồi. Tươi rói nè. Cảm ơn chị Jessica. Tại vì em buộc cái tóc lên nó thấy cái mặt em nó sáng sáng chút. Mấy bữa em để tóc nhìn cái mặt em ghê lắm. Em này eo 60 cho tới 74 nha mọi người nha. Eo 60-74 nè. Chốt giùm em mã sọc. Eo 60-74 mã sọc giúp em bạn này. Eo 60-74 mã sọc. Quần tay em có ra rồi mà em chưa có ủi. Chắc là phải cuối tuần hoặc là qua tuần sau em mới lên quần tay mọi người nha. Chốt giùm em mã sọc nha mọi người nha. Mã sọc giúp em nè. 49 ngàn mọi người nha. Mã sọc nè. Có đỏ chị ơi nhưng mà ít á. Một em mini SML đều vừa. Chốt giùm em mã cam. SML đều vừa mã cam giúp em bạn này nha. Sập cho chị Lan Quyên nè. SML đều vừa chú dây mã cam nha mọi người nha. Mã cam giúp em bạn này. SML đều vừa mã cam nè. Rồi một em dập ly nha mọi người nha. Em này eo 60 chứ tới 78 vừa nha mọi người nha. Eo 60-78 nè. Chốt giùm em mã đen. Chỗ con này form body mọi người nha. Cam cho chị Ngọc Bảo Nguyễn này, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Rồi em nghĩ là nó đẹp mà nó không đẹp. Con này em tặng cho mấy chị về mặt chống nắng. Chú em mẹ tặng. Nó dập ly nha mọi người nha. Hay là do cái mông của em không có vừa nó cho nên là nó không có căng ra ta. Chú em mẹ tặng nha mọi người nha. Giống nông dân dễ sợ. Chú em mẹ tặng nha mọi người nha. Chỗ này em mặc nó bị thùng thình quá nè. Hay là nó như vậy. Không phải. Càng không phải nè. Kỳ dễ sợ. Tặng cho chị Lệ Băng Băng này. Rồi em xinh xinh nha mọi người nha. Em này ngắn thôi nhưng mà rất là xinh nè mọi người nè. Cưng không?
Bài tiếp xin ha. Em này E68 chia tới 78 nha mọi người nha. E6878 chốt giùm em mã ngắn. E6878 mã ngắn giúp em bạn này nè. E6878 chốt giùm em mã ngắn nha mọi người nha, mã ngắn giúp em nè. Các em chốt cuối like lần đó chị Bảo Nguyễn ơi. Em này E7280 nha mọi người nha. E7280 chốt giùm em mã tím. E7280 mã tím giúp em bạn này một em Âu ngắn. E7280 mã tím nha mọi người nha. Đó, chị nào mà thấp người chọn mấy em này nè, tuyệt vời. Ngắn chị Thu Diệp nè. E7280 chú em mã tím nha, nó không xấu xí gì hết, chẳng qua là nó ngắn thôi mọi người. Thì em bán giá tốt cho mọi người ha. Chú giùm em mã tím nè, mã tím giúp em. Mọi người coi em xòe ra bung một phát là nó nằm nguyên một cái vòng tròn đẹp chưa? Mã tím nè. Rồi bà caro đẹp ghê chưa? Dễ sợ cho mọi người. Tím với chị Thùy Trương này, Thùy Trương có đó hôm qua không chị? Cưng ha. Em này E7072 nè. E7072 chú giùm em mã đai. E7072 mã đai giúp em bạn này. E7072 chú giùm em mã đai nha. E7072 chú giùm em mã đai giúp em bạn này. Ở dưới này là xếp ly luôn nha mọi nha. E7072 chú giùm em mã đai nè. Mã đai giúp em. Dạ rồi, ok chị Thùy Trương này. Đai cho chị Nguyễn Liên này. Rồi một con cưng cưng nha mọi người nha. Em này E60 chia tới 78 nha mọi người nha. E60-78 chú giùm em mã cúc. E60-78 mã cúc giúp em bạn này. E60-78 mã cúc em đang lên đồng giá 49.000 thôi nha mọi người nha. E60-78 chú giùm em mã cúc của em trên giấy nha mọi người nha. Mã cúc trên giấy không lót. Mã cúc giúp em nè. Rồi một bà Âu Vin nha mọi người nha. Vin Âu nè. Em này E7078 nha mọi người nha, chú cho em mã Vin. Cúc cho chị Nguyễn Xuân Quỳnh nè, Xuân Quỳnh cho em xin số điện thoại đi chị ơi. E7078 chú cho em mã Vin giúp em bạn này. E7078 mã Vin nha mọi người nha, cưng không? E7078 mã Vin giúp em nè, mã Vin. Em thấy chị Lê Thảo Uyên nè. Rồi một bà Ren nha mọi người nha, trời ơi, xòe ra đẹp quá. Em quăng một phát, em không dòm, em dòm lại nó xòe ra hết một nửa 180 độ xinh xỉu. Vin cho chị Nguyễn Liên. Rồi em này SML đều vừa, chú cho em mã Ren. SML đều vừa mã ren. SML đều vừa chú cho em mã ren giúp em bạn này nè. SML đều vừa mã ren, trời ơi, con này bự quá. SML đều vừa chú cho em mã ren nha mọi người nha, mã ren giúp em nè. Mã ren. Rồi một em hoa nhí nha mọi người nha. Em một em hoa nhí nè. Em này SML đều vừa luôn chú cho em mã hoa nhí, hoa cúc nhí nha mọi người nha. SML đều vừa mã hoa nhí giúp em bạn này. Chị Ngọc Bảo Nguyễn cứ lên đi chị. Chú dây mã hoa nhí nha mọi người nha. Mã hoa nhí giúp em nè. SML đều vừa mã hoa nhí nè. Mã hoa nhí giúp em. Sao quá chị Thúy Bình ơi. Em này E7678 lận mọi người nhưng mà cân xỉu luôn. Ra nha chị Hương Linh nè. Hương Linh, Hương Linh có đó hôm qua đúng không chị? Em này E7678 chú giùm em mã cúc. E7678 mã cúc giúp em nha mọi người nha. E7678 chú giùm em mã cúc nè. Mã cúc giúp dạ em. Dạ rồi, ok chị Ngọc Bảo Nguyễn này, chị có lên đi chị để em chốt cho đủ đơn nha. Em này E7678 luôn. Hoa nhì đúng không? Hoa nhì với chị Đoạn Trường Thảo nè. Em này E7678 nha mọi người nha. E7678 nè, chốt giùm em mã họa tiết. Con này cưng quá, màu phối rất là đẹp nè. Em này eo bự nha. E7678 chút cho em mã họa tiết giúp em bạn này. E7678 mã họa tiết mọi người nha. Mã họa tiết giúp em nè. Cúc cho chị Nguyễn Liên nè. Trời ơi con này xe quá mọi người ơi. Em này E7072 cưng không? Em này E7072 nha mọi người nha. Con này nó giống như mấy đứa, mấy bạn tin tin ở bên Nhật có mọi người hay mặc. Em này E7072 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã đẹp đi mọi người. Họa tiết cho chị Thùy Trương nè. E7072 chốt giùm em mã đẹp. E7072 mã đẹp nha mọi người nha. Mã đẹp giùm em bạn này. E7072 chốt giùm em mã đẹp. Mã đẹp giùm em. Trời cái bà này dễ thương lòng lại quá mọi người. Em không biết làm gì luôn. Nè, nhìn bả coi kìa. Dễ sợ. Em này E6070 chốt giùm em mã tặng. Về chống nắng đi mọi người cho nó rực rỡ. Em thấy chị
Dung Đinh này chị... mọi người chị hơi sâu á chị ơi. Con này mọi người về lấy về chống nắng nha mọi người nha. Đây này đó, mã tặng giúp em về đẹp, chống nắng. Đẹp với chị Thúy Hoàng Thị này. Mã tặng nha mọi người nha, về chống nắng cho nó vui nhà vui cửa. Rồi một em dập ly nha mọi người nha, một em dập ly nè. Một em dập ly, một em đỏ dập ly nha mọi người nha, dập ly hoàn toàn luôn, ngắn ngắn xinh xinh nè ly nè. Mã tặng. Như chim bé nhảy á chị. Đúng rồi, giống như nhảy quá. Tặng cho chị Nguyễn Liên nè. Em này em 6466 chú cho em mã dập ly. Em 6466 mã dập ly giúp em bạn này. Em 6466 chú cho em mã dập ly nha. Em không có bán đôi giày để đâu chị ơi. Dạ em không có bán đôi giày. Em 6466 chú cho em mã dập ly nha người nha. Mã dập ly mặc dù em mua về em cũng chưa mang lần nào vì em không có hợp với giày đó. Nhưng mà em vẫn thích để 49.000 nha chị Lan Nguyễn. Chú cho em mã dập ly giúp em bạn này, mã dập ly nè. Em này em 7880 một con xám đẹp. Em 7880 chú giùm em mã xám nha. Đây. Em 7880 chú giùm em mã xám nha mọi người nha. Em 7880 chú giùm em mã xám nè. Mã xám giúp em bạn này. Rồi một em hoa nhí nha mọi người nha. Đây nè, một em hoa nhí, nhí ơi là nhí luôn mọi người. Rồi cái tặng đó chị Liên không lấy tặng tặng cho chị Lệ Băng Băng nè. Ủa kỳ vậy Liên. Sao kỳ vậy, lấy rồi không lấy vậy Liên. Chị Liên kêu là gì ta, chị có một cái tặng rồi, tao để cho người khác giúp chị nha. Đây là chị có một cái rồi chị lấy, chị nhường cho người khác. Dễ thương quá. L7072 chú dùm em mã hoa nhí nè. L7072 mã hoa nhí giúp em bạn này. Chú có sáng cái thằng từ từ cái đó. L7072 chú cho em mã hoa nhí mọi người nha. Mã hoa nhí giúp em bạn này nè. L7072 mã hoa nhí còn nguyên cúc phụ luôn mọi người nè. Xám với chị Thùy Trương này. L7072 chú cho em mã hoa nhí giúp em nè. Mã hoa nhí nha. Gương cười không nói cho lòng vấn vương. Rồi em này em 6668 nha mọi người nha. Mọi em cưng không? Em 6668 chú giùm em mã cúc. Em 6668 mã cúc giúp em bạn này nha mọi người nha. Em thấy chị Nguyễn Trọng Lê Viên nè. Em 6668 chú giùm em mã cúc nè. Mã cúc giúp em. Em thấy chị Xuân Mai mà. Rồi em này em 6668 luôn. Chú giùm em mã caro. Cúc cho chị Đoạn Trường Thảo. Em 6668 chú giùm em mã caro giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 6668 chú giùm em mã caro nè. Mã caro giúp em. Rồi em xin nha mọi người nha. Em thấy chị My Uyên nè, thấy chị. Rồi giờ nó không biết thấy chị nào luôn. Thấy chị cậu ba lá này. Là 49.000 nha chị. Chân váy canh. Em chốt cuối like này. Em này em 6668 chú giùm em mã hoa xanh. Em 6668 mã xanh giúp em bạn này nha mọi người nha. Mọi em công sở nè. Caro chị Nguyễn Liên nè. Em 6668 chú giùm em mã xanh nè. Mã xanh giúp em. Cưng không? Em 6668 chú giùm em mã xanh nha mọi người nha. Mã xanh rất là sexy. Dạ, đúng rồi chị Lê Hiển Linh sau. Mã xanh giúp em sau á. Xanh cho chị Xuân Mai này. Rồi em này SML đều vừa chú giùm em mã xanh đen. SML đều vừa mã xanh đen giúp em bạn này nha mọi người nha. SML đều vừa chú giùm em mã xanh đen nè. Mã xanh đen giúp em. Cưng không? SML đều vừa mã xanh đen nha. Canh em chốt cuối like nha chị ơi. Rồi em cưng nha mọi người nha. Em này em 6668 chú giùm em mã Vin. Cha bà này cưng quá. Em 6668 mã Vin giúp em nè. Em 6668 chú giùm em mã Vin nha mọi người nha. Cha dễ thương. Một con Âu Vin nè mọi người nè. Em 6668 chú giùm em mã Vin giúp em bạn này. Mã Vin nha mọi người nha. Xỉu chưa. Chú giùm em mã Vin nè. Vin cho chị Nguyễn Liên nè. Rồi em này em 6466 nha mọi người nha. Chú giùm em mã đen một con Âu đen ngắn. Em 6466 mã đen giúp em bạn này. Em 6466 chú giùm em mã đen nha mọi người nha. Mã đen giúp em nè. Một con Âu ngắn. Mã đen nè. Nhưng cười không nói cho lòng vấn vương. Em này em 7274 chú giùm em mã đai. Em 7274 mã đai giúp em một con siêu cưng luôn mọi người nè. Đen chị Đoạn Trường Thảo nè. L7274 mã DAI giúp em bạn này. Em bán chị My Uyên nè. Con này cưng lắm mà. L7274 chú em mã DAI nha mọi người nha. Mã DAI giúp em nè. Mã DAI. Dạ đúng rồi chị Lê Viên. Trời ơi một bà điệu 49 ơi 49 ngàn nha chị. Một bà điệu ơi là điệu.
Hôm nay chị Lê Băng Băng không biết hôm nay chị vấn vương gì nữa. Chị Lê Băng Băng kênh nói là hôm nay không biết chị vấn vương gì nữa. Chị hát. Không, tự nhiên em đi ra đường em nghe cái gì là tối về em hát cái đó thôi, chứ còn em cũng không biết cái ý nghĩa đó. Đây chị Xuân Mai này. E6674 chúc giùm em mạ cam. Một bài điệu nè mọi người. E6674 mạ cam giúp em mạng này giùm mọi người nha. E6674 mạ cam nè. Mọi người vô giùm em bài tiết thị vintage đi. Chúc cho nhanh nha mọi người nha. Mọi người vô nhấp vô tiết tiết second hand cái nick mọi người đang coi sẽ thấy tiết thị vintage nha mọi người nha. Chúc cho em mạ cam giúp em bạn này nha mọi người nha. Mạ cam con này đẹp lắm mọi người, rất là sang nha, phối sang lắm. Chúc cho em mạ cam giúp em bạn này, mạ cam nè, cam cho chị Xuân Mai nè. Rồi một bà đẹp nữa nè mọi người nè. Em này E6468 chúc cho em mạ dập ly. E6468 mạ dập ly giúp em bạn này nha mọi người nha. E6468 mạ dập ly nè. Chị Lê Băng Băng cho là hôm nào nghe gì là kiểu gì like. Cả like chị nghe được một câu đó thì... Đúng rồi. Em chung thủy lắm, cả like chị nghe một câu đó thôi. E6468 chúc em mã dập ly nha mọi người nha. Mã dập ly giúp em bạn này nè. Mã dập ly nha mọi người nha. Mã dập ly giúp dạ em. Dạ đi rồi chị Ngọc Hân ơi. Rồi một bạn nâu xinh, một bạn nâu xinh. Trời ơi mấy con Âu Âu ngắn dễ thương quá. E6674 dạ. E6674 chúc giùm em mã nâu tây. Dập ly chị Thu Diệp. E6674 mã nâu tây giúp em. Lolita Liên ơi, Lolita ngắn đây. E6674 chú cho em mã nâu tây nha mọi người nha. Mã nâu tây giúp em. Mã nâu tây nè. Rồi một em dài đẹp nè mọi người nè. Nhưng mà em này eo bự. Có chị nào eo bự không? Cưng không? Một em đẹp nè. Em này eo 68 cho tới 84. Nâu tây cho chị Mai Lu Luy. E6884 nha mọi người nha. Chúc giùm em mã đen. E6884 mã đen giúp em mặt này. E6884 chúc giùm em mã đen nè. Mã đen giúp em. Liên cho là cái đùi em to không mặc được ôm vậy chị. Vậy hả? Mua giá bán. Và đây là một chiếc quần nha mọi người nha. Một chiếc quần á. Đây là một chiếc quần mọi người nhé. Đen cho chị Hương Linh nè. Người đợi xíu. Trời ơi. Cái này nó nhỏ nó mắc. Cái vải không lên được. Lên lên. Thả cột đi thả. Rồi một em hoa nha mọi người nha. Một em nâu hoa nè. Em này eo 7278 nha mọi người nha. Eo 7278 chúc giùm em mã hoa giúp em bạn này. Eo 7278 chúc giùm em mã hoa nè. E7278 mã hoa giúp em nha mọi người nha. E7278 mã hoa. Dạ không á chị ơi, bên em chuyển khoản vẫn tính 35.000 tiền ship bình thường nha chị. Không hỗ trợ kiểm hàng trước khi nhận hàng nha mấy chị ơi, mấy chị nghe giúp em nè. Em này E7072 chúc giùm em mã caro. Không được thôi kìa. E7072 mã caro giúp em bạn này nha mọi người nha. E7072 mã caro nha mọi người nha. E7072 mã caro nè, có túi 2B nha mọi người nha. E7072 mã caro giúp em. Mã caro mọi người nha. Rồi em công sở mọi người nha. Đây em này là ở đằng sau nha mọi người nha. Ở đằng trước dưới này. Đây. Caro cho chị Nguyễn Anh đi. Em này E7274 chốt giùm em mã xám. E7274 mã xám giúp em. E7274 chốt cho em mã xám nha mọi người nha. Một con pha ma rất là xinh. Ở đằng sau của nó nè mọi người nè. Cưng không? Cái này không biết đằng sau hay đằng trước nữa mọi người. Hình như cái đằng trước em tào lao rồi. Đúng rồi, cái mạc ở đằng sau nè. Cái này đằng trước nha. Chú với em mạ xám nè. E7274 mạ xám giúp em mạc này. Mạ xám nè. Xám với chị Diễm Phúc nè. Và xin trân trọng giới thiệu nha. Tiết thị xin trân trọng giới thiệu một cái quần hoa. Một cái quần hoa 2 cúc nha mọi người nha. Tạm thời là nó rớt cúc rồi. Em sẽ đâm em sẽ đâm cúc cho mọi người trước khi đi nha mọi người nha. Một chiếc quần hoa mùa hè nè. E68 cho tới 74 nè. Chốt giùm em mã hoa. E6874 mã hoa giúp em bạn này. E6874 mã hoa một chiếc quần lưng cao. Chốt giùm em mã hoa. Hai cái mới đi đơn được á chị. Ngày mai em nhà em còn like chân váy mọi người yên tâm nha mọi người nha. Đây, một em khoác theo nha mọi người nha đây nè. Em khoác theo. Hoa cho chị. Đặt. Hoa cho chị. Ngọc Bảo Nguyễn này.
Ủa, em khoác theo rất là dễ thương nha mọi người nha. Free size chút cho em mã khoác. Free size chút cho em mã khoác cho em bạn này nha mọi người nha. Mã khoác nè mọi người nè. Một khoác theo nha mọi người nha, theo rất là cưng nè mọi người nè. Chút cho em mã khoác cho em bạn này nha mọi người. Theo nè. Đây. Mấy chị bên hội vô bay của em tiết thị vintage đó mấy chị, em có chút cho em mã khoác cho em nha mọi người nha, mã khoác cho em nè. Em có chia sẻ trên trang cá nhân á. Rồi em caro mọi người nha. Em này em 6870 chút giùm em mã caro. Em 6870 mã caro giúp em bạn này. Em 6870 mã caro nha mọi người nha. Mã caro giúp em. Mã caro nha. Có cho chị Nguyễn Liên nè. Rồi em xanh nha mọi người nha, em xanh cưng xỉu nè. Có cái đai như thế này nha mọi người nha. Caro cho chị Mi Uyên, Mi Uyên cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Em này em 6080 chốt giùm em mã dây. Em 6080 mã dây giúp em bạn này. Mọi người vô bay giùm em đi mọi người nè. Vô bay đi mọi người, bay tiết thị vintage nha. Mọi người nhấp theo dõi một phát. Chốt cho em mã dây giúp em bạn này nha mọi người nha, mã dây nè. Mã dây trước lưng bạn sau lưng thun rất là dễ mặc một con âu nè. Mã dây giúp em nè. Rồi em bông cưng nè mọi người nè. Em này size SM, em 60-70 thôi mọi người nè. Chốt cho em mã hoa. Dây chị Mai Loli nè. À em này em 60-75 ok luôn. Chốt cho em mã hoa nha mọi người nha. Em hoa xinh nè. Mùa hè sôi đầu. Em 60-70 chốt cho em mã hoa nha mọi người nha. Mã hoa giúp em nè. Mã hoa. Nghen nhau không nói. Thôi không hát nữa mất công. Em thấy chị Nguyễn Văn sẽ nghe. Nguyễn Trọng Lê Viên nè. Em 60-74 một con âu nè. Em 60-74 chú giùm em mã dập ly. Em 60-74 mã dập ly giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 60-74 mã dập ly giúp em nè. Em 60-74 mã dập ly. Mã dập ly giúp em bạn này mọi người nhé. Dập ly chị Nguyễn Liên. Em này em 60-70 nha mọi người nha. Chú giùm em mã xám. Em 60-70 mã xám giúp em bạn này. Em 60-70 chốt giùm em mã xám nha mọi người nha. Em 60-70 mã xám giúp em nha mọi người nha, mã xám giúp em nè. Em 60-70 mã xám nha, mã xám giúp em bạn này. Rồi em dập ly xám nha mọi người nha. Đây. Cưng không? Em này em 6668 chốt giùm em mã dập ly. Em 6668 mã dập ly, tiếp tục. Em 6668 chú dây mã dập ly nha mọi người nha, mã dập ly giúp em nè. Rồi một em bi nha mọi người nha, một em bi đuôi cá nè mọi người nè, một em bi đuôi cá. Em thấy chị Lan Nguyễn nè, thấy chị Diệu Huỳnh nè. Em này em 7290 chú dùm em mã bi. Em 7290 mã bi giúp em bạn này. Em 7290 chú dùm em mã bi nha mọi người nha. Em 7290 mã bi giúp em bạn này. Mã bi mọi người nha, mã bi. Rồi em này em 60-75 quay đầu nha mọi người nha. Chúc cho em mã cúc. Bi chị Lan Quyên nè. Em 60-75 quay đầu mã cúc giúp em bạn này. Em 60-75 nha mọi người nha. Chúc cho em mã cúc nè. Mã cúc giúp em. Mã cúc. Rồi em mi đi nha mọi người nha. Con này free size SML đều vừa nè. Chúc cho em mã mi đi. Chị Lê Băng Băng kêu là em chia sẻ nhiều quá nên bị chặn chia sẻ luôn rồi. Vậy hả? Dạ thôi đừng chị Lê Băng Băng. Ví dụ một like của em mọi người chia sẻ giùm em mấy like, mấy chia sẻ thôi. 7 cái gì thôi, đừng nhiều quá. Cúc cho chị Nguyễn Xuân Quỳnh nè. Cho em mã mi đi giúp em một con mi đi phối nào mà màu nè mọi người nè. Cho em mã mi đi nha mọi người nha. SML đều vừa, cho em mã mi đi giúp em bạn này. Mã mi đi một con mi đi phối nè. 49 nè chị Song Thư. Rồi một con dập ly nữa nè mọi người nè. Mi đi cho chị Lê Băng Băng nè. Ủa con này là sao? Con này nó có cái đai như thế này mọi người nè. Rồi mọi người về tự gài, tự gáy vô giùm em nha mọi người nha. Em này em 6466 nha mọi người nha. Em 6466 nè, chú cho em mẹ hồng. Ở dưới này có xếp ly nha mọi người nha, một con âu. Em 6466 chú cho em mẹ hồng giúp em, mẹ hồng. Rồi một con sọc có đa cúc nè mọi người nè. Đây nó cũng có đai, mọi người về tự cài cho em nha. Em này em 60-70 nè, chú cho em mẹ sọc. Em 60-70 mã sọc giúp em. Em 60-70 chú cho em mã sọc mọi người nha. Mã sọc giúp em nè. Gương cười không nói cho hồng cho chị Thu Diệp nè.
Và đây là một em đắp mọi người nha. Đây nè, một em đắp nè. Em đắp vô em coi coi coi. Là sai gì? Con này size SM nha mọi người nha, eo 70 72 quay đầu. Eo 70 72 quay đầu chú giùm em mã Vin. Eo 70 72 quay đầu mã Vin giúp em nha mọi người nha. Eo 70 72 quay đầu nè, chú giùm em mã Vin. Mã Vin giúp em bạn này nha mọi người nha, mã Vin. Ôi xa. Sọc cho chị. Maluli này. Em 60 70 nha mọi người nha, chú giùm em mã cam. Em 60 70 mã cam giúp em bạn này nè. Em 60 70 chú giùm em mã cam. Em thấy chị Nguyễn Trọng. Nguyễn Trọng Lê Viên nè. Ngày mai nha mọi người nha, ngày mai nhà em sẽ gọi chốt đơn. Ngày mai nhà em có like chân váy nữa, chị nào có lên chốt thì bảo là dồn giúp em cũng được, ok mọi người nha. Mai nhà em like chân váy phổ thông hết siêu phẩm rồi đó. Chú giùm em mã cam nha mọi người nha, em 60 70 mã cam giúp em nè. Em 60 70 chú giùm em mã cam. Vin cho chị Minh Vượng Nguyễn này. Mã cam giúp em bạn này, mã cam nha. Rồi một em đẹp nha mọi người nha. Em này chân nè mọi người nè, coi chân cưng ghê chưa. Đây, chị chân như thế này nha. Sao quá chị ơi, máy nó nhảy khác nhau á chị. Em này eo 76 78 nè. Em thấy chị Nguyễn Hoa này. Em này eo 76 78 mọi người nha. Cam cho giùm em mã Cúc. Cam cho chị Bùi Thủy này. 49 ngàn nha chị. Võ Giang Hương ơi. Rồi em này eo 76 78 chú giùm em mã Cúc giúp em bạn này nè. Eo 76 78 mã Cúc nha mọi người nha. Eo 76 78 chú giùm em mã Cúc, bên này dập ly hết nha mọi người nha đây nè. Eo 76 78 chú giùm em mã Cúc giúp em bạn này, mã Cúc nè. Cúc cho chị Nguyễn Xuân Quỳnh nè. Rồi em lụa nha mọi người nha. Em lụa xám nha mọi người nha đây nè. Em lụa nha. Em này eo 60 cho tới 78 nè. Eo 60 78 chú giùm em mã lụa. Eo 60 78 mã lụa giúp em nha mọi người nha, mã lụa giúp em nè. Mặc siêu mát siêu nhẹ. Dạ màu cao 1m64 nha chị Yến Linh. Rồi có một em cưng cưng mọi người nha. Mỗi mỗi bao nhiêu giờ em. Eo của em bây giờ đã là 64 66, dao động giữa 64 66 mọi người nha, mà mong tới 93 lần cho nên mỗi lần em chui vô nó rất là khó khăn. Ủa chị thấy các chị chốt lụa mà Thảo ngồi ngẩn ngơ luôn rồi. Cúc mà cúc mà em này em sao à, em này em bự được nha mọi người nha. Em này eo 75 quay đầu chốt cho em mã sọc. Eo 75 quay đầu mã sọc giúp em nha mọi người nha, mã sọc giúp em nè. Em này eo 75 quay đầu nha mọi người nha. Eo em 64 mặt vừa luôn. Eo 64 75 chú cho em mã sọc nè mọi người nha. Mã sọc giúp em nè, mã sọc. Sọc cho chị Thi Thùy này. Rồi, một bà Âu ngô nữ nè, tím nè. Em này eo 60 70 nha mọi người nha, chú cho em mã tím nè. Eo 60 70 mã tím giúp em bạn này. Eo 60 70 mã tím nha mọi người nha. Eo 60 70 chú em mã tím một con âu ngắn, chú em mã tím giúp em. Mã tím nè. Rồi một bà cam nè, một bà cam đuôi cá nha mọi người nha. Em này eo 64 cho tới 72, chú giùm em mã cam. Tím với chị Dung Đinh này, Dung Đinh có đơn dồn á chị. Eo 64 72 chú em mã cam giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 64 72 chú em mã cam nè. Mã cam giúp em. Rồi một em hoa nha mọi người nha, một con hoa cưng nè mọi người. Một em hoa nha mọi người nha. Sao cái con này em thấy nó xấu quá. Rồi một em đẹp nữa nha mọi người nha. Em này SML đều vừa nha mọi người nha. SML đều vừa nè. Chốt giùm em mã rêu. SML đều vừa mã rêu giúp em bạn này nè. SML đều vừa chốt giùm em mã rêu nha mọi người nha. Mã rêu nè. Quần tây chị có nhắc mấy bạn giữ không chị? Em này em 6668 nha mọi người nha. Chú cho em mã caro. Em 6668 mã caro giúp em bạn này. Em 6668 chú cho em mã caro. Rêu cho chị Xuân Mai này. Rồi em này dập ly nha mọi người nha. Em này dập ly hết nè mọi người nè. Đây. Cưng không? Em này
size SML đều vừa nha mọi người nha, chúc em mã dập ly. SML đều vừa, mã dập ly giúp em bạn này nè, mã dập ly nha. Caro chị Trần Ái Liên nè. Rồi em đỏ dáng dài mọi người nha. Em này eo 76 cho tới 84 lượng mọi người nè. Em đỏ này bự. Eo 7684 nha mọi người nha. Chúc giùm em mã đỏ một em công sở nè. Eo 7684 chúc giùm em mã đỏ giúp em. Eo 7684 mã đỏ mọi người nha. Mã đỏ giúp em nè. Rồi em săn sọc nè. Em này eo 6670 nha mọi người nha. Em 6670 chú giùm em mã sọc giúp em. Em 6670 chú giùm em mã sọc nha mọi người nha. Em 6670 mã sọc nè, mã sọc giúp em bạn này. Đói Thùy Trương này. Rồi em đẹp nha mọi người nha. Em Vin nè mọi người nè. Em này eo 766 cho tới 68 chú giùm em mã Vin. Em 6668 mã Vin giúp em bạn này. Dập ly chị Ngọc Bảo Nguyễn này. Em 6668 chú cho em mã Vin nha mọi người nha, mã Vin giúp em bạn này nè, mã Vin nha. Rồi một em đẹp nữa nè mọi người nè. Một em điệu nha mọi người nha, một em điệu nè. Em này là vải gấm nha mọi người nha. Vin cho chị Nguyễn Anh Ni nè. Một em vải gấm nha mọi người nha. Em này eo 6264 nè, chú giùm em mã gấm. Eo 6264 mã gấm giúp em nha mọi người nha, cúc bọc luôn nè. Eo 6264 chú giùm em mã gấm giúp em. Rồi một bà caro xinh xẻo bị ế nè. Gấm với chị Xuân Mai nè. E 6668 nha mọi người nha, chú dây mã caro ở chân dập ly hết nè. E 6668 mã caro giúp em bạn này. E 6668 mã caro. Rồi một em hoa nha mọi người nha, một em hoa nè. Caro cho Lệ Băng Băng, một em hoa nha. Em này E 6668 luôn nha mọi người nha, chú dây mã hoa. E 6668 mã hoa, một em con sở nè. E6668 mã hoa giúp em bạn này. E6668 chúc giùm em mã hoa giúp em nè. Quần á chị. Quần sợ bên em một cái, bên em không có giữ đơn á chị. E6668 nha mọi người nha, chúc giùm em mã caro. Hoa chị Mon nè. E6668 nha mọi người nha, mã caro giúp em một con caro form A, mã caro nè. Rồi, hồng nha mọi người nha, một con hồng nè. Tùng khá là bự mọi người nha. Đây, em hồng này tùng bự nè. Em này em 60-70 chú cho em mã hồng. Bé Mai chị Nguyễn Anh Ni nè. Chị Anh Ni ăn tiệc xong chưa? Em 60-70 chú cho em mã hồng giúp em bạn này nha mọi người nha. Mã hồng em 60-70 nè. Thì cái là chị ngủ đây. Ngủ đó hả? Vậy là đi ăn tiệc về rồi. Cái rồi chị Lã Thị Phương Hân này chị có đó hôm qua đúng không chị? Rồi một em xô nha mọi người nha, một em xô nè. Em này free size SML đều vừa chú cho em mã đen. SML đều vừa mã đen giúp em bạn này nha mọi người nha. SML đều vừa chú em mã đen, một con xô đen, mã đen giúp em bạn này, mã đen nè. Rồi một em Vin nha mọi người nha. Một em Vin eo nhỏ nè. Một em Vin eo nhỏ đắp ở bên này là cúc nha mọi người nha, đây nè. Bên này là cúc nè. Em này eo 60 nha mọi người nha, chú em mã vàng. Eo 60 mã vàng giúp em bạn này nha mọi người nha. Eo 60 chú giùm em mã vàng nè, mã vàng giúp em. Dạ không á chị Lê Viên ơi, chị hơi chậm lắm luôn á chị. Rồi đây một em hoa vàng nữa mọi người nha. Em này eo 60-62 thôi mọi người nè. Vinh với chị Đặng Thu Thảo này cho em xin số đó chị ơi. Ôi xa. Em này em 60-62 chú giùm em mã hoa nha mọi người nha. Có đi là vàng nữa. Ờ. Sorry chị nha, em đọc bị nhầm mã vàng chị đính xác nè. Em 60-62 chú giùm em mã hoa giúp em bạn này nha mọi người nha. Em 60-62 mã hoa nè, mã hoa giúp em nè. Rồi em xanh nha mọi người nha, em xanh Âu nè. Muốn 49.000 á chị. Ủa chị Quế Phương đâu, chị nhảy qua bên đấy rồi. Qua hội đi, qua bay đi chị. Em này eo 7476 nè, chốt giùm em mã xanh. Eo 7476 mã xanh giúp em nha mọi người nha. Đây, eo 7476 chốt giùm em mã xanh, một con Âu xanh nè.
L7476 chứ giùm em mã xanh giúp em. Mã xanh nè. Rồi có một con hoa xinh xẻo nè mọi nè. Nhiệt đới, tuyết nhiệt đới nha mọi nè. SML đều vừa chú giùm em mã hoa. Kìa các chị nào bên này chốt xanh kìa. Nãy giờ có đơn không? Có đơn chưa? Không. SML đều vừa nha mọi nha. Chú giùm em mã hoa giúp em bạn này. SML đều vừa mã hoa nha mọi nha. Mã hoa giúp em nè. Mã hoa. Hoa chị Sung Mai nè. Rồi một em caro mọi người nha, một em caro nè. Em này eo 60-70 nè, chú em mã caro. Eo 60-70 mã caro chú em bạn này nè. Eo 60-70 chú em mã caro nha mọi người nha. Đây, eo 60-70 mã caro giúp em nè, mã caro. Caro chị lại băng băng. Em có một em trắng Burberry mọi người nha. Đây, một em trắng Burberry nè mọi người. Đây. Một em trắng Burberry. Em này E6870 chú giùm em mã hiệu. E6870 mã hiệu giúp em bạn này nha mọi người nha. E6870 mã hiệu nè. Em này E6870 luôn. Hiệu với chị Nguyễn Liên. E6870 chú giùm em mã nâu tây. À, E6870 mã B đi mọi người, em tào lao quá. E6870 mã B giúp em nha. Cưng không mọi người? E6870 chú giùm em mã B nè. Mã B, một con B rất là xinh. Mã B mọi người nhé. Rồi một em hoa nhí mọi người nha. Em này SML đều vừa chú giùm em mã hoa nhí nè. SML đều vừa mã hoa nhí giúp em bạn này nè. B chị Mi Uyên nè. SML đều vừa chú giùm em mã hoa nhí nha mọi người nha. Mã hoa nhí giúp em nè. Mã hoa nhí. Rồi em tím nha mọi người nha. Em 60-68 nè mọi người nè. Chốt giùm em mã tím. Em 60-68 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã tím giúp em bạn này. Em 60-68 có khóa kéo bên hông nha mọi người nha. Chốt giùm em mã tím. Trời ơi, bà quá trời bự bồng bềnh luôn. Mua đi. Đi biển mọi người. Chốt giùm em mã tím nè. E6068 mã tím giúp em mọi người nhé. Chú dây mã tím nè. Tím với chị Nguyễn Liên nè. Nó nghe năng đỉ nhiều quá, tội quá, Liên mua giùm rồi. SML đều vừa nha mọi người nha. Chú dây mã cúc. Chưa chị ơi, canh em chưa chốt. Một con xám rêu, rêu xám nha mọi người nha. SML đều vừa, chú dây mã cúc giúp em bạn này nè. Mã cúc mọi người nhé. Chú dây mã cúc nè. Canh em chốt cuối like nha chị. Rồi một bà bông hoa. Em này E6870 nè. E6870 chú giùm em mã hoa. Đây, cưng chưa? E6870 mã hoa giúp em bạn này nha mọi người nha. Cưng không? E6870 mã hoa mọi người nha, mã hoa giúp em nè. E6870 chú giùm em mã hoa nha mọi người nha, một em hoa trên đỉnh nâu, mã hoa giúp em. Hoa chị Sung Mai. Một em lai nền nha mọi người nha. Một em này là chất lai nền mọi người nha. Em này E6874 nè. Chốt giùm em mã lai nền. E6874 mã lai nền giúp em bạn này. Một em xòe nha. E6874 chốt giùm em mã lai nền. Mã lai nền giúp em. Rồi một em có đai nữa nha mọi người nha. Một em có đai nè. Một em nâu lụa có đai. Cái đai này là lấy ra được nha mọi người nha. Đai vàng nè. Em này E6872 chốt giùm em mã đai. E6872 mã đai giúp em bạn này nè. E6872 chốt giùm em mã đai nha. Mã đai giúp em nè. Đai gì Sung Mai. Rồi em đen. Em này SML đều vừa nha mọi người nha. Em này SML E size SML thôi mọi người. Em này E6070. E6070 nè, chốt giùm em mã đen. Lên nè. E6070 mã đen giúp em bạn này nè. Mã đen mọi người nha. Lai nền cho chị Ngọc Bảo Nguyễn nè. Ngọc Bảo Nguyễn đủ đương chưa? Đủ chưa? Mừng quá. Em này E68 chị tới 78 nha. E6878 chú giùm em mã xanh đen. E6878 mã xanh đen giúp em bạn nè. E6878 mã xanh đen có khóa kéo đằng sau lưng nha mọi người nha. Chú giùm em mã xanh đen nè. Mã xanh đen giúp em.
Rồi cái em này rất là cưng mọi người nha. Coi dễ thương không? Em này eo 70-74 nha mọi người nha. Chúc cho em mã B. Eo 70-74 mã B giúp em nè. Eo 70-74 mã B nha mọi người nha. Eo 70-74 chúc cho em mã B nè. Mã B giúp em. Ủa con này em thấy mấy chị kia mặc sexy lắm. Cái này nó ở dưới cái mông nè. Đi 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 lắc 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 mọi người. Sao em mặc nó không được sexy lắm. Chúc cho em mã B nha người nha. Mã B giúp em nè. B nha chị. Hoa trần nè. Con này xinh không mọi người? Xinh không mọi người thấy xinh không? Xếp ly luôn mọi người nha. Em này eo 70-72 nha mọi người nha. Eo 70-72 nè. Chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã xanh. Eo 70-72 mã xanh giúp em bạn này. Eo 70-72 chốt giùm em mã xanh nha. Gương cười không nói cho lòng vẫn vương. Xanh cái gì xuống mai. Em này em 60-66 chốt giùm em mã hồng. Eo 60-66 mã hồng giúp em bạn này. Em 60-66 chú giùm em mã hồng nha. Em 60-66 nè, chú giùm em mã hồng giúp em. Ê, còn hai túi hai bên luôn. Chú giùm em mã hồng mọi người nhé. Em 60-66 mã hồng giúp em nè, mã hồng. Cưng quá, em hết rồi. Bây giờ lên cam nha. Tay rồi em hay làm mấy cái trò một mình thêm sao chị được coi. Trời ơi cái bàn đau tay này phê lắm nha mọi người nha. Mọi người coi cầm chắc tay không? Tại sao có hai cái cúc này nha. Rất là đã nha. Mấy chị đi ngủ rồi không được chiêm ngưỡng mấy em này. Em này eo nhỏ mọi người, eo 62-64 à. Vậy cái bà canh eo nhỏ. Con này hàng hiệu mọi người. Sri Lanka lăn cư gì nè. Em này eo 62-64 nha mọi người nha, coi nè. Trời ơi, con Gia Nhi còn thức không? Còn không? Không, không thấy đâu hết rồi. Trời ơi, rồi đi đâu rồi bà ơi. Con đẹp thiệt đẹp và đi đâu mất tiêu rồi. Em này em 62-64 nha mọi người nha. Con này lụa đó mọi người nè. Rất là đẹp. Em này em 62-64 100 ngàn chốt giùm em mã. Em 62-64 100 ngàn chốt giùm em mã 10. Em 62-64 100 ngàn chốt giùm em mã 10. Mã 10 giúp em bạn này nha mọi người nha. Chốt cho em mã 10 nè. Mã số 10 giúp em bạn này. Mã số 10 mọi người nhé. Mười cho chị Xuân Mai này. Em này phê lắm nha mọi người nha. Em này còn phê hơn. Em này bãi siêu nhẹ của Nhật rồi nha. Rồi em buồn ngủ quá. Ngày hôm nay em làm hàng xong rồi. Được có mấy em như thế này thôi mà mới mệt. Dễ sợ đúng không? Chị băng băng. Lần trước nhận được váy của mặt vào xoay 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 như chị. Xong rồi xoay sống trong mặt băng. Trời ơi em xoay giả bộ thôi. Trời ơi chị đừng có xoay giống em. Muốn té xỉu luôn á. Rồi em này em 64-66 lớn hơn 1 cm nha mọi người nha. Em này em 64-66. Ôi phê mọi người. Con này phê lắm. Em này em 64-66 nha mọi người nha. Cưng không? Đẹp không Liên? Liên thấy đẹp không? Chị Mi. Họa Mi Cúc kìa. Chị Họa Mi Cúc. Không biết không nói các cụ nữa nhưng mà không nói gì hết. Hồi không nói gì hết. Chị có đưa số điện thoại thôi. Chắc là không thèm nói gì luôn.
Mệt quá không thèm nói gì. Em này em 64-66 thôi nha người nha, em 64-66. Em này 100 ngàn luôn, chúc giùm em mã quý tộc. Đẹp lắm chị ơi. Đẹp lắm, ok ok ok. Good. Rồi chúc giùm em mã quý tộc nha người nha. Em 64-66 mã quý tộc giúp em. Trời ơi, em nổi hai cái cục đây nè mọi người. Mặc trên váy body hay cái gì đồ body nó nổi hai cục này lên nè. 6. Chúc nha mã quý tộc nha người nha. Mã quý tộc giúp em nè. Mã quý tộc giúp em. Quý tộc cho chị Nguyễn Liên. Rồi xong em hết. Mệt quá. Ôi giời. Chị Linh kêu chị Linh quan trọng. Linh nhảy đâu mà. Linh nhảy lên đầu mà. À, ủa cái gì mới có 10:30 hả? Đúng rồi, hôm nay em còn ít mà. Hôm nay em lên ít. Mọi người có muốn em lên dòng mà dạ ok chị Lệ Băng Băng. Chị để đi chung với Sài Gòn đi. Thêm đi chị. Ờ hôm nay mới có 10:30 sớm quá. Đúng không còn. Bây giờ em lên dòng để em xíu. Em check giá cái. Em lên dòng này 35.000. 100.000 ba con, nhưng mà chị nào lấy 10 con thì giá 25.000 mọi người ha. Để em lên cho mọi người vài con rồi đi ngủ. Mọi người có thể chốt bữa nay và dồn ngày mai luôn. Cái giá 10 con 25.000 mọi người có thể chốt hôm nay và ngày mai luôn, mọi người đều ok hết mọi người ha. Hôm nay có nhiều chân váy ngắn á mọi người, nhưng mà không biết là ủi kịp chưa, hồi chiều Thảo mới ủi được mấy con à. Có thể là ngày mai nhiều hơn một chút mọi người ha. Để em xíu em bưng qua 35.000 đó chị. Ờ 35.000 10 con với 25. Ủa chị bộ không uống sữa su su hả? Chắc là nhiều cho em cô rồi. Kinh rồi, kinh sữa su su. Không thèm uống su su. Cô sáng nay bà Lương hỏi đi ra bà nội uống đồ không? Không. Ba lần luôn. Rồi đây em lên mọi người nha. Cân xỉu mọi người nè. Mà mấy em này eo bự á mọi người. Em bỏ ra. Ôi ơi nãy chị nào hỏi eo bự nè. Ôi sợ. Mấy đà này tí em xả luôn. Dạ rồi các chị xin Mai Xuân này. Em này em 74-76 nha mọi người nha. Chú dù em mã caro. Chập ly luôn nè mọi người nè. Nói chung là nó không có có một cái gì để chê trách hết mọi người. Tại vì lỗi là tụi em tự động bỏ ra hết. Chỉ là bây giờ em muốn bán cho nhanh nha mọi người nha. Cái gì cari vậy? Vậy bà Liên caro giúp em nha mọi người nha. Mã caro nè. Hôm nay mọi người không chọn đủ 10 con, ngày mai mọi người chọn cho em giúp đủ. Với hôm nay cộng lại 10 con thì vẫn giá 25 nha mọi người. Caro chị Nguyễn Liên nè. Rồi em này chất voan siêu nhẹ nha mọi người nha. Em này voan siêu nhẹ lá này mọi người, còn nguyên tát luôn. Em này E6870 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã cốm. E6870 mã cốm, một em voan có lót nha mọi người nha. E6870 chốt giùm em mã cốm giúp em bạn này. E6870 mã cốm nè. Rồi em đen nha mọi người nha. Em này free size SML đều vừa nha mọi người nha. Free size SML đều vừa, chúc em mã đen. Mà siêu nhân cần em cứ có làm em bối rối chị ơi. Rồi SML đều vừa, chúc em mã đen giúp em bạn này. Cô chị Xuân Mai nè. Mã đen nè, mã đen giúp em. Rồi một em đẹp nè mọi người nè. Rồi một em đỏ đẹp nha mọi người nha. Đỏ cưng ghê chưa mọi người. Em này E64 cho tới 70 nè, chốt giùm em mã đỏ. E6470 mã đỏ giúp em bạn này. E6470 chốt cho em mã đỏ nha mọi người nha, em đỏ quý tộc nè mọi người nè. E6470 chốt cho em mã đỏ nha mọi người nha. Dễ thương quá.
Chú Giang mã đỏ nè, mã đỏ giúp em bạn này. Đỏ chị Xuân Mai nè. Ủa sao Mai chốt của mình Xuân Mai chốt vậy? Em này em 6870 nha mọi nha. Chú Giang mã caro. Chị Xuân Mai Xuân là tốt quá, chị nằm mơ thấy hai em luôn bây giờ. Trời ơi vậy chị Xuân Mai Xuân. Trời ơi tụi em ám ảnh đến vậy luôn hả? Đen chú cho chị Trang Thu nè. Rồi chú cho em mã caro giúp em bạn này. Mã caro nha mọi nha. Mã caro giúp em. Trang Thu cho em xin lại số đó chị. Trời ơi hai đứa em là nỗi ám ảnh của chị luôn hả? Caro chị Nguyễn Liên. Em xin lỗi chị nha. Em 6070 chú giùm em mã họa tiết. Em 6070 mã họa tiết cho em bạn này. Em 6070 chú giùm em mã họa tiết nha mọi người nha. Mã họa tiết giúp em nè. Chị Xuân Mai thì kêu là đến giờ của em á chị. Xuân Mai Xuân Khang. Ừ thấy vậy luôn á. Em 7072 nha mọi người nha. Chú giùm em mã xanh. Em 7072 mã xanh giúp em bạn này. Em 7072 chú giùm em mã xanh. À con này form body nha mọi người nha. Em 7072 mã xanh giúp em con này form body mọi người nha. Chú giùm em mã xanh nè. Mã xanh giúp em con này em mặc cái quần ở trong nó nảy lên nó bị cộm thôi chứ còn mặc con này rất là mềm mọi người nha. Mã xanh giúp em. Gượng người không nói cho lòng vẫn vui. Rồi một bà này rất là mắc cười. Xanh cho chị Nhiêu Khánh Quỳnh Anh này. Em này là yếm nha mọi người nha. Và em này có hai cái dây cột bên này. Và điều đó đồng nghĩa với việc mọi người phải mặc lót quần sót hay gì lót ở trong giúp cho em. Em này 50kg, 55kg đều vừa. Chúc cho em mã yếm. Dập ly nha mọi người nha. Đây 50, 55kg đều vừa. Mã yếm giúp em bạn này. 50, 55kg nha mọi người nha. Chúc cho em mã yếm nè. Mã yếm giúp em nè. Thì xin mời Xuân kia là coi. Coi xong cái tối mê, ngủ mê thấy xem like. Thương quá. Rồi một em đen nha mọi người nha. Mẹ chị Xuân Mai bảo là mỗi tối chị hát một câu. Yếm chị Nguyễn Liên nè. Xuân Mai chị cũng không hiểu chị luôn á. Tối nào cũng trung thành với một câu hát hoài. Em 6668 chú giùm em mã đen nè. Một em công sở. Em 6668 mã đen giúp em bạn này nè. Mã đen mọi người nha. Dạ rồi ok chị Trang Thu. Rồi một em nâu nha mọi người nha. Một em nâu nè. Một em nâu cân xỉu luôn. Em này em 66 cho tới 76 nha mọi người. Mã nâu. Em 6676 mã nâu giúp em bạn này. Em 6676 chú em mã nâu nè. Mã nâu giúp em nha mọi người nha. Ú cha bà nâu này cưng quá vậy. Em 6676 chú giùm em mã nâu nè. Mã nâu giúp em nè. Nâu chị Xuân Mai. Rồi một em màu be mọi người nha. Một em be nè. Em be này eo bự lắm. Em này eo 82-84 lực. Chú em mã be một em kaki lụa. Eo 82-84 mã be giúp em bạn này nha mọi người nha. Mã be nè. Rồi em ren mọi người nha. Em này size SM mọi người nha. Chú giùm em mã ren. Size SM mã ren giúp em bạn này. Size SM chú giùm em mã ren nè. Mã ren giúp em. Em thích chị Hòa lên nè. Rồi một em này trước lưng bạn sau lưng thun nha mọi người nha. Phối trắng đen nè. Đen chứ. Chú đen nè. E 6880 nha mọi người nha. Mã ren chứ. Chắc chị nào. Ren nha chị. Dung Đinh nè. E 6880 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã phối. E 6880 mã phối giúp em bạn này. E 6880 mã phối nha. Rồi em eo bự nữa nha mọi người nha. Em này eo 7678 chốt giùm em mã nâu. E 7678 mã nâu giúp em bạn này. Phối Trần Ái Liên. E 7678 chốt giùm em mã nâu nha mọi người nha. Mã nâu giúp em nè. Mã nâu. Rồi một em E 6668 nha mọi người nha. E 6668 nè, chốt giùm em mã trắng. E 6668 mã trắng giúp em bạn này. E 6668 mã trắng nè, mã trắng giúp em. Đen cho chị Tâm nè, Tâm cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Ủa tại sao chị có thể lựa cái con này bỏ vô được mà ủi vậy thảo. Mấy cái eo nó quá bự. Mọi người có lấy lụa về để làm gì không mọi người? Mọi người có lấy lụa về làm gì không? Chốt cho em mã tặng đi mọi người nè, tặng bạn này nha mọi người nha. Chốt cho em mã tặng. Rồi em này đẹp nha mọi người nha. Em này em 6466 thôi chú cho em mã đỏ. Nâu. Trắng cho chị Xuân Mai nè. Chú cho em mã đỏ nha mọi người nha. Mã đỏ giúp em bạn này nè. Em 6466 chú cho em mã đỏ. Mã đỏ giúp em.
Nãy các chị ở đây ăn hết rất cả. Em à, chị để băng băng kêu là nay các chị không ở đây nên tranh mãi mới được vài ba cái, chứ mọi hôm tranh không nổi một cái suốt 3 tiếng. Rồi em này em như em quên mất rồi, tặng cho chị Xuân Mai này. Em này eo 74-76 chú cho em mã hoa. Eo 74-76 mã hoa chú em bạn này nha. Eo 74-76 chú cho em mã hoa nè. Mã hoa chú em nè. Em biết chị Tâm nè, đen không sợ em chú chị Tâm rồi đó. Chắc có những hôm mà những em ấy không thuộc về mình đó mọi người. Còn hôm nào những em ấy thuộc về mình mạng tự nhiên mạnh bất thường. Thôi chị hỏi Mi Cúc. Em này size M, em 60-70 thôi. Chú cho em mã trắng. Em 60-70 mã trắng chú em bạn này. Em 60-70 chú dùm em mã trắng nha. Rồi em không sợ nâu nha mọi nha. Đỏ chị Xuân Mai nè. Em này em 66-68 chú dùm em mã nâu. Em này em 66-68 mã nâu giúp em nha mọi nha. Màu cam 1m64 nha chị. Em 66-68 nè, chú dùm em mã nâu giúp em nè. Mã nâu. Trang cho chị Nguyễn Liên. Em này eo 72-74 chú dùm em mã xanh, một em hoa xanh nha mọi nha. Eo 72-74 mã xanh giúp em bạn này. Eo 72-74 chú cho em mã xanh. Mã xanh giúp em nè, mã xanh. Rồi một em đỏ nha mọi nha. Em này em thấy rất là bự. Con này size châu Âu là size L này mọi nè. Con này free size SML đều vừa nè. SML đều vừa chú giùm em mã đỏ. SML đều vừa mã đỏ giùm em, con này dài lắm nha mọi nha, để đi biển á. Xanh cho chị Phương Đinh nè, Phương Đinh cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Chú giùm mã đỏ, chị nào sắp đi Phong Nha Kẻ Bàng đi Ninh Bình đồ gì đó rồi mọi người. Lấy em này chụp hình rất là đẹp nha mọi người nha, chú giùm em mã đỏ giùm em mã đỏ. Đỏ cho chị Xuân Mai. Và đây khi em có một chiếc áo sao, ủa sao phải em lụ, em ủi nó vô luôn vậy ta? Em nghe là chị lừa là chị bán kèm luôn, em cúi luôn. Á à, trời ơi, đây là một set. Sao tự nhiên nó có một set vậy mọi người nè. Cái set dễ thương không mọi người? Set mọi người đóng shopping sẽ thấy không, cái áo không có về nha. Chị cứ cho em xin số đó chị ơi, để mấy bạn check cho nhanh nha. Gọi cho nhanh nè. Chứ nhiều chị nhiều khi nhầm tên, nhầm số. Cái eo này bị bóp lại rồi mọi người nè. Em này tới eo 80 lận đó mọi người. Set này eo 80 này mọi người. Set này eo 80 có chị nào thích không? Thích thì lấy về để mà mặc. Mọi người bóp eo lại mặc mọi người. Đó. Ai lấy set này không mọi người? Eo 80 lận á. Chị nào thích set này không? Tay ngắn nha mọi người nha, vẫn trẻ. Mọi người bảo thơ sơ vin thì nó trẻ lắm. Lady fashion. Có ai lấy set này không? Eo 80. Lấy thì chốt giùm em mã set nha mọi người nha. Mã set giúp em bạn này. Cũng giá nha. Bao nhiêu ta? Cái quần 25.000, cái áo 25.000 là 50.000. Chốt giùm em mã set nha mọi người nha. Mã set giúp em nè. Set chị Trần Hải Liên nè. Rồi một em hoa nha mọi người nha. Một em hoa nè. Ồ ơi em này eo 90 lận. Rồi con xanh nha mọi người nha, em này eo bự. Em này eo 80-88 nha mọi người nha, chúc giùm em mã xanh. Eo 80-88 mã xanh giúp em bạn này nè. Eo 80-88 chúc giùm em mã xanh nha mọi người nha. Eo 80-88 chúc giùm em mã xanh sẽ như thế này nha mọi người nha. Eo 80-88 mã xanh nè. Mã xanh giúp em. Rồi em hồng mọi người nhé. Hồi nãy chị này muốn eo bự, giờ có eo bự rồi đó nha. Em này eo 60-68 thôi, chú cho em mã hồng. Eo 60-68 mã hồng giúp em, một em lụa nè. Eo 60-68 chú cho em mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng giúp em nè, mã hồng. Rồi em theo nha mọi người nha, một em theo nè. Rồi em theo này eo bự quá. Ship toàn quốc 35.000 nha mấy chị ơi. Mấy chị đủ đơn, mấy chị khách mới đủ đơn rồi thì inbox qua bay giúp em số điện thoại nha. Nhiều khi bên em gọi không có được á.
Bên em sẽ check inbox của mấy chị. Em một em boho nha mọi nha. Em này free size SML đều vừa, lưng thun có dây rút chút giùm em ạ, boho. Free size SML đều vừa, chốt cho em mã boho giúp em bạn này. Mã boho mọi người nha. SML đều vừa, chốt cho em mã boho nè, mã boho giúp em. Ở trên đây hiện có 36 người xem rồi. Ở trên điện thoại chị là hiện có 36 người xem rồi. Và đây 26. À, okay. Boho chị Nguyễn Liên này. Em này eo 7690 nè, chốt cho em mã đỏ. Eo 7690 mã đỏ giúp em bạn này. Mã đỏ eo 7690. Rồi em caro nha mọi người nha. Em này eo 7476 chú em mã caro. Chị kêu hỏi boho là gì vậy chị? Hả? Chị kêu hỏi là boho là gì vậy chị? À cái style boho, phong cách boho, boho thôi nha mọi người nha. Tức là mặc một cái chân váy đó xong rồi một cái áo ôm ôm ở trên á, dạng crop top để hở rúng hở đồ gì á, dạng thổ dân á mọi người, boho là dạng thổ dân á. Chú em mã caro nè. Mã caro giúp em bạn này, mã caro nha. Caro chị Diễm Thúy. Thôi mọi người ơi, em nghỉ mọi người nha. Trời ơi, tự nhiên em quay quay giống như chị Lệ Băng Băng nói, giờ em chóng mặt quá. Rồi em nghỉ mọi người nha, ngày mai em sẽ lên tiếp nè. Trưa ngày mai em sẽ lên tiếp cho mọi người chốt, chị nào mà muốn chốt thêm á để luôn á thì ngày mai bên em sẽ gọi. Ngày mai bên em sẽ gọi chốt đơn, chị nào mà muốn chốt thêm á thì ngày mai sẽ chốt. Các bạn gọi chốt đơn, mấy với chị cứ dặn giúp em là để chốt thêm nha. Không có đơn thì đi sau mọi người ha. Thì các bạn sẽ giữ đơn lại cho mọi người nha mọi người nha. Chị Hoài Lê ngày mai mình chốt, chị Hoài Lê nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Chị Quỳnh Anh ngày mai mình chốt thêm giúp em nha mọi người nha. Còn nhiều lắm nha em, tới còn cả 500-600 cái luôn mọi người. Ngày mai em sẽ bán qua một lượt, xong rồi tối em sẽ sale hết tất cả mọi người 19.000 luôn nha mọi người nha. Ngày mai buổi trưa em sẽ bán một lượt giá 25.000, 10 con giá 25.000, xong buổi tối em sẽ sale hết cho mọi người 19.000 nha. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người nè. Dạ bye bye mọi người. Cảm ơn chị Xuân Mai, cảm ơn chị Lệ Băng Băng nè. Chào mọi người.